chốn non xanh dài dò cao cày xuống trần thế ra tay dân chúng tôi như ta cho đêm đồ cung chỉ đem theo hai chữ thành lòng chẳng có cần trà quả hương nồng mong sanh chúng từ lòng hối ngộ kẻ xa xôi có lòng ái mộ xem kể này tu tình tại nhà ở ruộng đồng cũng niệm vậy mà Phật chẳng chấp chẳng nài thời khắc chay bốn bữa ấy là quy tắc của kẻ cùng dân chúng sanh con Phật thì chẳng có khôn lanh đời văn vật khôn ma khôn quỷ lo trang sức kim thời quê mỹ rồi phủ phàng tục cổ nước nhà trong tâm thì chứa chữ gian tà chớ chẳng chứa tấm lòng bác ái Nam mô A Di Đà Phật. Bây giờ đã bắt đầu chương trình thuyết giảng lần thứ 95 của Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính mời quý vị đứng lên nghiêm trang hướng về lễ đài, chúng ta thực hiện nghi thức tôn giáo. Kính lễ Đức Phật, kính. Thôi. Kính lễ Đức Huynh Giáo chủ, kính. Thôi, xin kính mời quý vị an toàn. Để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng đạo Lê Thanh Hùng sẽ tuyên đọc lại bài Sứ mạng do Đức Quỳnh Giáo chủ viết tại Bạc Liêu ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngũ năm 1942. Xin trân trọng kính mời đồng đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thay lời tựa sứ mạng của Đức Thầy. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến, Lý Thiên Đình hoạch định cuộc nguy cơ thảm họa sắp tràn lan. Ta đây tuy không thể đem phép huệ linh mà cứu an tai họa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, sinh trong vùng đất Việt Nam này trải qua bao kiếp, trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tùy cơ pháp chuyển kiếp luân hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đạo học, kinh nghiệm huyền thâm, lòng mê si đã diệt, sự vị kỷ đã tan, mà kể lại nguồn gốc phát sinh trải bao đời giúp nước vừa dân cũng đều mãi sinh cư nơi đất Việt. Những tiền kiếp giàu sống cũng là dân quan đất Việt, giàu thác cũng quỷ thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ truyền Phật Pháp, gọi nhường ân Đức Phật, lòng đã quảng đại từ bi. Hiềm vì nội cảnh quốc phá gia đông, mái quyền cơ đã định,
lòng thương trăm họ vướng cảnh đồ lao, chỉ xiết xót thương chúng sanh vạn khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biển tục, lăn lộn chốn mê đồ mà chẳng quản thân, giúp thế cứu dân dòng thân bị quất. Huống chi nay cơ màu đà thấu tỏ, sớm chiều hầu chân Phật nghe kinh, ngao du tứ hải dạo khắp tiên bang. Cảnh an nhàn của người liễu đạo, muôn ngày vô sự lóng sạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngôi vị hưởng quả bồ đề trường thọ, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đặng chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa chan, thương bách tính tới hồi tai họa, Phật vương đã chỉ rõ mái diệu huyền, chuyển lập hội long hoa, chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, định ngôi phần thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thiên tạo đã xét định cặp chúng sanh trong thế giới, trong cái bụi hạ nguyên này say mê vật dục, chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả. Luật trời đã trị tội, xét kẻ thiện căn thì ít, người tội ác quá nhiều. Chư Phật mới nhủ lòng từ bi, cùng các vị chơn thiên lâm phàm độ thế. Trước ra công cứu khổ, sau chỉ rõ cơ quyền, khuyên kẻ thế hướng thiện quài đầu, cải tà quy chánh, thì mới mong thiên đình ân xá bớt tội căn, để kiếp đến long hoa chầu Phật. Trước biết rõ luật trời thượng phạt, cùng hữu duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc quả. Sao làm dân Phật quốc hưởng sự thái bình? Bởi đời này pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma vương khuấy rối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liễu đạo nơi quốc độ nào thì cũng phải trở về quốc độ ấy mà trở tế nhân dân. Vì thế lòng từ bi bác ái, cùng thù đáp những linh hồn đã trợ duyên trong nhiều kiếp, giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta hóa hiện ra đời cứu độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mới rõ pháp, mà tưởng rằng ta thượng sát cởi đồng, chớ có về đâu, chuyển kiếp đã từ lâu, chờ đến ngày ra chợ thế. Nên phương pháp của ta tùy trình độ cơ cảm của tín nữ thiện nam. Trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng mộ đạo quy căn, gây gốc thiện duyên cùng thầy tổ. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia độ bệnh, để cho kẻ ít căn lành nhờ được mạnh, mà cảm lòng từ bi của chư vị giới trăm quan. Thảm thiết lê dân lầm than thống thiết, mà lời lành nghe tựa hồ như nhớ như quên. Nên kẻ xa xôi từ dân chẳng tới, người lãng giềng tiếng kệ nhàm tay. Đến trung tuần tháng 8, ta cùng đức thầy mới tá hiệu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều rõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tịnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bảo.
Vẫn biết đời Lan Xa thống trị phép nước nghiêm hình, dân chúng nếu yêu thương sẽ lắm điều hiềm khích. Nhưng mà ta nghĩ nhiều tiền kiếp ta cũng hy sinh vì đạo, nào quản sát thân, kiếp chót này đây há lại tiếc chi thân phàm tục. Song vì tình cốt dục tương thân, cũng ủng hộ chở che cho xác phàm bớt nổi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 năm Nhâm Ngụ 1942. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Lê Thanh Hùng. Để tiếp nối chương trình, tôi xin giới thiệu độc giảng viên Sơn Thị Thảo sẽ diễn ngâm là một đoạn trong bài Khuyến Thiện, tức quyển 5. Bài này Đức Huỳnh Giáo Chủ viết vào năm Tân Tỵ 1941 tại nhà thương Chợ Quán, Sài Gòn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lòng thương chung thuyết vương tình đồ, đặng giác diệu tất cả chúng sanh. Nếu như ai cố chi làm lành, chuyên niệm Phật cầu sanh Phật quốc, cả vũ trụ khắp cùng gia vật, dầu tiên phàm ma quỷ súc sanh, cơ nhất tâm tính nguyện phụng hành, được cứu cánh về nơi an dương. Chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi, xét coi trần sông khổ dạt trôi, vô lượng thứ ở trong thế giới. Lời Phật thuyết ta xin nhắc lại, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tột vô. Tình độ vui, tình độ nhàn vui, cảnh thanh minh sáng bao nắng mùi, nào ai rõ cái vui triệt đau. Vì phần ta rất yêu mến đạo, chẳng để chi trí xuyên tài sơ, lấy lời xưa kết lại ít thơ, cho thiền tính rồi nhàn xem xét, dứt mê tâm dứt điều hờn ghét, ráng cần chuyên niệm Phật làm lành, thường trao dồi chí hướng cao thanh, cho khỏi thèn con lành Phật giáo. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn đồng đạo Sơn Thị Thảo. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa chư quý đồng đạo. Năm Tân Tỵ
1941, lúc Đức Thầy bị an trí tại nhà Thương Chợ Quán, Sài Gòn, Ngài có viết ra phẩm kệ khuyến thiện, tức quyển 5. Đoạn đầu và đoạn cuối của phẩm kinh này, Ngài viết bằng lối văn lục bát. Đoạn giữa, Ngài viết theo lối văn thất ngôn. Kính thưa quý vị, nội dung của tác phẩm, Đức Quỳnh Giáo Chủ Phật Giáo Hòa Hảo đã trình bày tiểu sử của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni từ lúc ban đầu tìm đạo cho đến khi hoàn toàn đắc đạo. Ngài cũng luận giải về 8 nỗi khổ cõi ta bà và sự vui cõi tịnh độ. Cách ngũ trược, trừ thập ác và trì hành thập thiện, nếu hành giả nhất tâm tinh chuyên theo lời Ngài truyền dạy, thì sẽ không còn mắc nẻo dạy khôn luân hồi. Trong khổ thơ cuối cùng của tác phẩm, Ngài dạy: vô thượng thầm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn dép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Hôm nay, trong chương trình thuyết giảng định kỳ hàng tháng của Ban đại diện Phật Giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi trân trọng giới thiệu đến quý vị đồng đạo giáo lý viên Phan Chí Tâm, giáo lý viên của Ban Phổ truyền Giáo lý Trung ương Giáo hội Phật Giáo Hòa Hảo, sẽ lần lượt tìm hiểu ý nghĩa trong 4 câu vừa nêu. Bây giờ, chúng tôi trân trọng kính mời giáo lý viên lên diễn đàn. Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách đại diện cho chính quyền xã tại. Kính thưa bà Phan Kim Thoa là trị sự viên của Ban Trị sự Trung ương, trưởng ban Ban đại diện Phật Giáo Hòa Hảo thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa quý vị là thành viên trong Ban đại diện Phật Giáo Hòa Hảo thành phố. Kính thưa quý vị đại diện các tổ từ thiện nhân đạo trong và ngoài khu vực thành phố. Kính thưa quý vị là thiện hữu tri thức, quý vị mạnh thường quân. Kính thưa cụ ông, cụ bà cùng toàn thể chư đồng đạo hiện diện thân kính. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng 4 năm 2017, cũng là ngày 13 tháng 3 niên Đinh Dậu. Chúng tôi được sự phân công của Ban Phổ truyền Giáo lý Ban Trị sự Trung ương hôm nay trở về đây để gặp gỡ với quý vị đồng đạo thân kính của chúng ta. Vậy thì lời nói đầu tiên, chúng tôi xin gửi đến toàn thể quý vị lời thăm hỏi sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa chư quý vị và chư đồng đạo thân kính, thì hôm nay cũng như thường nhật hàng tháng, chúng ta tập trung về đây để ôn lại thánh ngôn luận của Đức Thầy, và Ban Trị sự Trung ương cũng lần lượt phân công những người có trách nhiệm đến đây để cùng quý vị chúng ta chia sẻ với nhau trong cái sự tu học, trong cái quá trình từ ngày chúng ta quy y, và đây cũng là những cái điều kiện cần phải có trong quá trình chúng ta tìm hiểu lời dạy Đức Thầy. Như vậy thì bên cạnh đó thì giờ này chúng tôi và quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ qua 4 câu giảng mà Đức Thầy viết trong thánh kệ quyển khuyến thiện mà vừa rồi thì đồng đạo Đạt cũng là trong ban đại diện thì cũng đã có khái nét về cái phần xuất xứ rồi, cho nên thì chúng tôi cũng xin nói gọn lại thôi, và thời gian cũng không nhiều lắm, do hôm nay thì chương trình chúng ta cũng hơi trễ. Như vậy thì gần như tất cả người tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đều biết rằng ngày giờ này mình có một cái tài sản quý báu. Cái quý báu ấy thì phải nói rõ rằng không có một tiền tài, cũng không có một cái vật nào mà có thể đổi lấy được, đó là quyển sám giảng thi văn toàn bộ. Chúng ta mai thai ngàn muôn năm một thở, hôm nay được một vị Phật ra đời và Ngài đã để lại rất là rõ ràng toàn bộ sám giảng thi văn, thì đây có thể nói rằng là Pháp Phật là một trong ba ngôi quý báu mà Đức Thầy đã hằng công
mà Ngài cho biết rằng bao nhiêu tâm não góp tôm dặn dò kỹ lưỡng trong nôm khắp cùng. Cho nên hôm nay gần như Đức Thầy đã vắng mặt rồi, thì quyển sám giảng thế gian toàn bộ có thể là thay Thầy để dìu dắt tất cả đồng đạo chúng ta. Và đặc biệt trong quyển sám giảng thế gian, ngoài 6 quyển giảng căn bản thì còn có trên 217 bài thế gian. Thì trong quyển 6 quyển sám giảng thì nói chung mỗi câu, mỗi chữ, mỗi dấu, mỗi nét đều là các cái phương pháp, là cái phương tiện mà chúng ta cần phải hiểu. Mà Thầy dạy rằng chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu, cố công gìn giữ tánh thuần lương. Và bên cạnh đó thì thánh phẩm về khuyến thiện, nó rất là phù hợp đối với tất cả chúng ta. Mà Thầy đặt cái tựa đề là lời khuyến thiện của ông vô danh cư sĩ. Đức Thầy giả danh là một người tại gia cư sĩ, bởi vì Ngài cho biết rằng bàn xét như trên, thấy rằng toàn thể trong đạo chúng ta thuộc hạng tại gia cư sĩ học Phật tu nhân vậy. Cho nên theo chúng tôi nghĩ rằng quyển giả này rất là phù hợp, rất phù hợp chúng ta. Đức Thầy đã giả danh là một cái người tại gia cư sĩ, ta là cư sĩ canh điền, lo nghề cài cuốc cũng chuyên tu hành, để chúng ta lấy đó là một cái cương mục mà mình học tập cho ý của Ngài, để chúng ta cố gắng đạt được ở cái chỗ là thân ti còn tục mà tâm lìa cõi mây. Thì cái nội hàm của quyển khuyến thiện không ngoài cái gốc ráo sau cùng mà Đức Thầy đã dạy như vậy. Và đặc biệt thì trong thánh phẩm 776 câu này, thì đặc biệt khi mà gần dừng bút quyển khuyến thiện thì Đức Thầy có sáng tác hai cái bài kệ, đặc biệt là cái bài kệ sau cùng: vô thượng thẩm thâm dĩ ý truyền, danh ngôn chép để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ sức văn từ dốc dạy khuyên. Thì đây là một cái bài kệ gần như nó tóm gọn lại nội hàm của quyển khuyến thiện, và cũng có thể nói rằng đây là một bài kệ cực kỳ quan trọng. Bởi vì theo trong kinh cho biết rằng kệ giả kiệt giả nhiếp nghĩa tận cố danh duy kệ. Ngày xưa Đức Phật khi Ngài thuyết xong một tràng pháp, khi Ngài nói xong một thời kinh thì Ngài thường tóm lại bằng 4 câu kệ. 4 câu kệ là những ý chính để cho môn nhân đệ tử ráng mà ghi nhớ mà thực hiện. Thì hôm nay theo chúng tôi nghĩ rằng 4 câu kệ trong quyển khuyến thiện rất là quan trọng. Cũng có thể nói một cách nào đó đây là một cái bài kệ gọi là bài kệ khai kinh trong đạo Phật giáo Phật hảo chúng ta. Thì một lát nữa thì mình sẽ vào vấn đề nghiên cứu từ câu từ chữ, điều gì cho thấy rất rõ cái tầm quan trọng của 4 câu kệ này. Như vậy thì đặc biệt đây là 4 câu kệ, ngoài việc Đức Thầy giới thiệu cái truyền truyền giáo pháp của Ngài bắt nguồn từ đâu và cái tác dụng của giáo pháp Ngài nó lan diễn trên thực tế như thế nào, và người tu từ đạo Phật giáo Hòa Hảo cái phương pháp nào dễ hành đạo nhất, mà hôm nay Đức Thầy đã hằng công hoằng quá, Ngài đã để lại cái kho tàng pháp bảo cho chúng ta. Thì đó là các yếu tố mà chúng tôi thấy rằng Đức Thầy đã có một cái bố cục rất rõ trong cái bài thi, nếu nói một cách khác là một cái bài kệ đoạn cuối cùng của sấm của thánh phẩm khuyến thiện. Thì chúng tôi cũng mong quý vị cũng cố gắng lắng nghe ha. Như vậy thì chúng ta thấy rằng qua cái câu đầu tiên Thầy dạy là vô thượng thậm thâm dĩ truyền. Như vậy thì chữ vô là không, chữ thượng là cao, nếu như chúng ta hiểu về đơn từ. Vậy thì hai từ này nếu ghép lại, vô thượng nghĩa là không có một cái cao nào cao bằng, gọi là vô thượng. Hay nói một cách khác hơn, chữ vô thượng thì cái độ cao này không có một cái dụng cụ nào mà có thể chúng ta đo được cái độ cao này, chỉ dùng những ngôn ngữ để mà nói lên cái sự cao đó thôi. Hay nói một cách khác thì theo từ điển đó, vô thượng còn gọi là tột cao, mà Đức Thầy đã có giải nghĩa rất rõ. Trong khi Đức Thầy ở nhà ông Chí Giỏi trong các cái bài chú đó, thì nguyên văn các bài chú rằng là Pháp Vương Vô Thượng Tôn, là nguyên văn các cái bài chú, thì Đức Thầy mới giải nghĩa rằng Ngài là vua pháp tột cao. Vậy thì cái chữ vô thượng là tột cao, cao đến cái mức độ là không còn thể nói. Thì đó là chúng ta hiểu cái khái niệm về cái từ vô thượng như vậy. Cái chữ thậm là rắc, cái chữ thâm là sâu, thậm thâm là rắc sâu. Và đặc biệt cái độ sâu này cũng có thể nói là tột sâu. Vô thượng thậm thâm có thể nói là tột sâu tột cao. Và vô thượng thậm thâm đây là một cái thuật ngữ của Phật giáo, là một thuật ngữ Phật giáo mà Đức Thầy đã xác định một đoạn trong giác mê tâm kệ, chúng ta thấy rất rõ. Đây là một thuật ngữ của Phật giáo. Tức là Ngài đã dạy hết sức là rõ, chớ nước sâu mà bị gào thưa. Dân đông đảo lời truyền chẳng xiết, nên phải tạm mượn cây ngồi viết, đem đạo màu như hạn cho mưa, đặng tố trần tâm ý người xưa. Chữ thậm thâm trong kinh Phật giáo. Vậy thì chúng ta từ đây mình mới suy ra được là đây là một cái thuật ngữ của Phật giáo. Cái thuật ngữ này không có phải ở 4 chữ này, mà nếu nói thuật ngữ của vô thượng thậm thâm trong kinh Phật giáo thì nó phải liên hệ đến 28 chữ.
Mà 28 chữ này đó là 28 chữ một bài kệ gọi là bài kệ khai kinh trong đạo Phật. Vô thượng thậm thâm di diệu pháp, bá niên vạn ức nan tao ngộ, kim kiến ngã văn đắc thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thiện ngã. Thì đây là một cái bài kệ gọi là bài kệ khai kinh. Mà ý Đức Thầy muốn nhắc là ở chỗ này, chữ thậm thâm nó cho đủ là vô thượng thậm thâm ở trong kinh Phật giáo. Cho nên từ đó chúng tôi mới suy ra được rằng trong kinh Phật thì có bài kệ khai kinh như chúng tôi vừa đọc nguyên văn. Thì hôm nay trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo chúng ta, mình gồm lại trên hơn 20 vạn lời, thì cũng có thể nói rằng đây là bài kệ khai kinh trong đạo Phật giáo Hòa Hảo. Bài kệ khai kinh Đức Thầy nó có khác hơn. Cái khác thứ nhất là Đức Thầy viết theo lối khoáng thủ là bốn chữ là vô danh cư sĩ, thì để biểu hiện rằng người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo không cần phải xuất gia, không cần phải ly thân cắt ái. Và hơn thế nữa, trong bài kệ khai kinh này Đức Thầy gồm nhiếp trong này gồm các thiền tịnh song tu. Ngày xưa Đức Phật chỉ dạy trong kinh, bài kệ khai kinh của Đức Phật chỉ có một pháp môn là thiền, thiền tông. Nhưng hôm nay trong cái lý Phật giáo Hòa Hảo chúng ta thấy Đức Thầy đã lồng ghép vào đây thiền tịnh song tu ở mỗi pháp môn, ở rất là nhiều chỗ. Giống như một đoạn vừa rồi thì đồng đạo đọc giảng viên Sơn Thị Thảo cũng đã có nhắc lại về thánh phẩm cũng trong quyển Phiến Thiện, về cái phương pháp mà Đức Thầy dạy về pháp môn tịnh độ. Như vậy thì qua đó chúng ta thấy qua cái khái niệm của bốn chữ này thì mình đã cho biết, đã biết được rằng đây cũng không khác gì bài kệ khai kinh, tức là vô thượng thậm thâm, nghĩa là tột sâu, tột cao, tột sâu. Và đặc biệt Thầy dùng ba cái từ cuối, dĩ ý truyền. Thì theo chúng tôi hiểu rằng đây là ba cái từ mà chúng tôi rất là tâm đắc trong cái quá trình nghiên cứu. Như vậy thì giữ dĩ là lấy, ý là tâm, chữ truyền là trao lại. Vậy thì dĩ ý truyền cũng có thể chúng ta nói một cách dễ hiểu là lấy tâm truyền tâm. Bởi vì ngày giờ này đôi khi khách quan bên ngoài người ta nói rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta tầm thường dữ lắm, không có gì là cao cả. Người ta nói rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo chúng ta chỉ tu cái đạo làm người thôi, xung quanh cái việc ăn ở đối xử với nhau trong tam can ngũ thường, trong luân lý thôi, chứ không có cái gì mà thành tiên thành Phật. Cũng có một số dư luận bên ngoài cho như vậy. Như vậy thì sở dĩ người ta cho như thế là người ta không hiểu. Người ta thấy rằng người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mình lăn xả vào đời bằng những cái sắc tướng rất là bình dị, nó hòa hợp xã hội, không có một cái gì nó khác với xã hội cả. Cho nên người ta nghĩ rằng mình tu hành nó tầm thường lắm. Vì vậy cho nên khi mà nghiên cứu chúng ta thấy giáo lý Phật giáo Hòa Hảo có một cái nguồn gốc rất là rõ ràng và không phải tầm thường như những người chưa có từng nghiên cứu giáo lý Đức Thầy. Mà chính ở ngay cái chỗ này, Đức Thầy dùng ba cái từ dĩ ý truyền thì chúng ta thấy nó có một cái nguồn gốc rất là rõ ràng. Tâm truyền tâm. Như vậy thì khi nói tới tinh thần Phật giáo mà nói đến dĩ ý truyền thì người ta hiểu ngay rằng đây là Đức Thầy muốn nói đến một cái sự việc gọi là niêm qua di tiếu. Một sự việc phải nói rằng cực kỳ quan trọng trong triết học Phật giáo, trong quá trình 49 năm mà Đức Phật dân du thuyết pháp. Thì quý vị cũng cho phép chúng tôi mở ngoặc kể ra một cái quá trình dài để chúng ta làm sáng tỏ ở cái chỗ dĩ truyền, để mình cũng biết được rằng, mình cũng tự hào rằng Đức Thầy chúng ta có một cái nguồn gốc rất là rõ ràng để mình đặt trọn niềm tin giáo lý Phật giáo Hòa Hảo không thể thấp. Nó đi một cái chiều sâu, dịu dợi, xa thẳm, tột sâu, tột cao mà Thầy dạy rất rõ là đạo lý tầm sâu, sâu chẳng cạn. Kính thưa đồng đạo, như vậy thì khi nói dĩ truyền thì chúng ta hiểu ngay đây là một cái vấn đề mà gọi là niêm qua di tiếu trong đạo Phật, tức là cầm hoa sen nở miệng cười gọi là niêm qua di tiếu. Thì theo trong kinh kể lại một cái cuộc pháp hội tại núi Linh Khú Sơn hay là Linh Thú Sơn, một cái nơi mà Đức Phật về đây thuyết pháp rất là nhiều lần trong suốt 49 năm. Thì đặc biệt trong cái cuộc khu hội này, sau khi Đức Phật thuyết xong một cái bài pháp về diệu pháp liên qua kinh, Đức Phật không nói một lời nào, tay phải của Ngài cầm nhánh sen trắng đưa lên. Thì theo được biết rằng trong pháp hội lúc bấy giờ có đến 1250 vị tăng đồ của nhà Phật, trong đó cũng có rất là nhiều người đắc đạo vô số trong 1250 vị. Thì khi Đức Phật cầm nhánh sen trắng đưa lên thì lúc bây giờ không ai hiểu Đức Phật nói điều gì. Duy nhất có Ngài Maha Ca Diếp, Ngài chúng chiếm miệng cười. Lúc bây giờ Đức Phật trên pháp hội, Ngài mới tuyên bố rằng: Ngơ hữu chánh pháp nhãn tàng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng kim phú Maha Ca Diếp. Tức là ta có một cái chánh pháp nhãn tàng, tức là trở về tâm. Nay
thú chúc lại, phó chúc lại cho ngài Ca Diếp trở thành sơ tổ Phái Thiền Tông. Thì theo được biết rằng lúc bấy giờ Đức Phật vừa được 78 tuổi. Mahā Kassyapa lớn hơn Đức Phật 1 tuổi, lúc bấy giờ ông ta 49 tuổi. Và từ đó thì ngài truyền y bát vật làm tinh và trở thành sơ tổ Phái Thiền Tông. Cho nên hôm nay khi nói đến dĩ nhiên truyền này, chúng ta hiểu ngay đây là muốn nói đến cái vụ việc quan trọng nhất trong Phật giáo. Nếu dùng từ ngữ thì gọi là niêm qua di tiếu, một cái sự việc mà Đức Phật truyền cái y bát và tâm ấn lại cho ngài. Rồi từ đó tổ tổ tương truyền với nhau, mỗi vị tổ như vậy thì đều có một cái tâm ấn, nó không hoàn toàn giống nhau, nhưng mà tụ trung lại là gọi là tâm truyền tâm đó. Chỉ có người đó hiểu thôi, chứ thật chất ra nếu mà chúng ta không đạt cái giới đó mình không. Rất là nhiều đơn cử như 30 đến vị tổ thứ 28 là Bồ Đề Đạt Ma, lúc bây giờ ngài đem đạo qua Trung Hoa truyền đạo. Mà đặc biệt rằng khi mà đến Trung Hoa lúc bây giờ đầu tiên thì tổ độ Huệ Khả, tức là nhưng mà lúc bây giờ tức là thần quan đó, mà Huệ Khả thì lúc bây giờ còn ham mê danh lợi quá, độ không được. Rồi gặp vua Lương Giả Đế thì Lương Giả Đế là cái người trọng kỳ tướng quá, cũng không độ được. Vì vậy cho nên buộc tổ phải củ niên diện bích, tức là 9 năm xoay mặt vào vách tường ở chùa Thiếu Lâm Tự để chờ đợi cái thời cơ. Và sau khi trải qua 9 năm xong, lúc bây giờ thần quan đã chán ngán cảnh danh lợi, đến để cầu xin tổ để quy y cho tổ truyền lại cái cách truyền. Thì lúc bây giờ tổ không chấp nhận. Cuối cùng thần quan phải chặt một cánh tay để cầu pháp, và sau đó thì tổ mới thuyết pháp cho thần quan nghe. Và một lần nọ, thần quan đến hỏi tổ rằng nhờ tổ an tâm cho con. Thì lúc bây giờ tổ trả lời rằng con đem cái tâm đến đây ta an cho. Thì thằng quan nói dạ thưa tổ, con tìm hoài không thấy cái tâm. Lúc bây giờ tổ trả lời rằng ta đã an tâm cho con rồi. Quý vị hiểu không? Tôi thật sự là không hiểu. Phải không? Chúng ta nghe nói như vậy thì giống như nói giật lân, như không phải. Bởi chúng ta là phàm phu, mình đâu có đạt ở chỗ như nhị tổ Huệ Khả mà mình hiểu. Nhưng mà tổ hiểu một câu nói của đức của là vị tổ thứ 28 Bồ Đề Đạt Ma nói ra, thì tổ thần quan hiểu và ngài mới trở thành vị tổ thứ 29 là vị tổ Huệ, rồi mới truyền xuống là tam tổ Tăng Sáng và tứ tổ Đạo Tính. Mà chúng tôi cũng thường tâm đắc nhất là cái trường hợp của tứ tổ Đạo Tính mà truyền đạo cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn. Cho nên hôm nay khi trong giáo lý của đức thầy mà khi chúng ta tìm hiểu đến Đức Phật thầy Tây An, mà Đức Thầy dạy rằng nay khùng đã hết già quá trẻ nên giữa đồng cũng lại có sông, hay hoặc là lời di tịch, tức là khùng thời quê ngủ núi Sam, còn điên chẳng có chùa am dưới này, thì theo tôi nghĩ rằng đây là cái chuyện nếu chúng ta tìm hiểu trong các vị tổ trong đạo Phật, điều này nó không có lạ. Hết già quá trẻ chuyện này bình thường, nó giống như trường hợp ngày xưa mà tứ tổ Đạo Tính mà truyền tổ truyền lại cái tâm truyền tâm cho ngũ tổ Hoằng Nhẫn vậy. Bởi vì theo lịch sử có kể rằng thì lúc bây giờ Đạo Tính có hai người đệ tử, nhưng mà đặc biệt một người thì chạy theo tướng, một người trở về tâm. Và đặc biệt cái người trở về tâm thì tuổi rất cao, giống như hồi nãy trường hợp của tổ Ca Diếp nó cao hơn Đức Phật 1 tuổi, nhưng trường hợp của tổ Đạo Tính thì cái vị đệ tử này cao Đạo Tính rất là nhiều. Cho nên một bữa nọ Đạo Tính mới than, nói ta thấy con là cái người đầy đủ, đã thông tuệ được giáo pháp, ta truyền lại cái y bát, cái tâm ấn cho con. Nhưng mà tuổi con cao quá rồi, ta truyền cho con xong rồi, chỉ một vài năm con viên tịch rồi, thì cả một cái quý báo này biết truyền. Thì lúc bây giờ cái vị đệ tử nói, nếu mà thầy nói như vậy thì thầy hãy đợi con sẽ bỏ cái xác này, và khi cái xác trẻ con trở lên thì thầy hãy truyền ý bác. Thì lúc bây giờ tứ tổ Đạo Tính chấp nhận được, ta đợi con. Thì một ông già đi sâu trong rừng, một bữa nọ đang gặp một cô gái đang giặt đồ ở bờ suối, mới nói rằng cô ơi, đêm nay cô cho tôi về ngủ trọ nhà cô một đêm. Thì cô gái này khước từ, dạ thưa cụ, cha mẹ con khó lắm, cho nên không dám dắt người lại. Thì ông lão nói không, chỉ cần cô hứa được, chứ không có gì đâu. Thì lúc bây giờ thôi, cái sự mà giao tiếp nhau vậy thì thôi cũng không có gì. Thì ông lão đi sâu vào trong rừng, và cuối cùng ông lão bỏ xa. Qua ngày hôm sau, cô gái ấy cũng đến ngay cái bờ suối đó để giặt đồ. Bỗng nhiên ở trên dòng suối có một cái đào đang trôi lăn xuống. Lúc bây giờ bụng đang đói, cho nên nhặt cái đào ăn. Thì không biết lý do gì, về tới nhà ngài quan sát lại, tự nhiên cái bụng càng ngày càng to. Mà cũng không ai biết gì. Như vậy vào cái thời đó, quý vị biết cái người phụ nữ
mà đang khổng đang không mà cái bụng to thì đâu phải là cái chuyện bình thường, cái chuyện bất bình thường dư luận sao? Rồi bị cha mẹ dằn phúc, tại sao mà mày lại làm cái chuyện hư thân mất nết, giờ này phải mang bầu là như vậy, không đúng cái luân lý. Cho nên phải nói rõ là cái cuộc sống của cô hết sức là cơ cực, nào là bị xã hội guồng bỏ, rồi nào bị cha mẹ dằn thúc khảo tra, nhưng mà cuối cùng đâu có biết cái gì đâu mà phải khai, người trong sạch mà. Cho nên cuối cùng khi mà sau 9 tháng 10 ngày sanh ra một đứa trẻ, bởi vì quá khổ nhọc mới sanh được đứa trẻ này, nên đặt cái tên là Hoằng Nhẫn. Bởi vì người đàn bà không có chồng mà có con, làm sao dám nuôi con, cho nên mới đem đứa trẻ Hoằng Nhẫn này đến vào chùa giao cho đạo tín nuôi. Thì lúc bây giờ khi ẵm đứa trẻ trên tay đến chùa, thì khi đạo tín xem tín nói vậy là ngươi đó, ta đợi ngươi cũng khá lâu vậy thế. Thì từ đó ngũ tổ tứ tổ đạo tín mới nuôi cho Hoằng Nhẫn lớn khôn và trao truyền cho y tá. Cho nên thì trong 33 đời tổ chúng tôi rất là tâm đắc. Tại sao tâm đắc? Bởi vì cái điều kiện này chúng ta thấy rằng Đức Phật Thầy Tây An ra đời vào năm 1849, ngày Viên Tịch năm 1856, đến ngày 25 tháng 11 năm Kỷ Mùi, Đức Thầy chúng ta ra đời mở đạo. Nay Phùng đã hết già quá trẻ, điều này nó quá bình thường, đâu có gì đâu lạ. Nếu chúng ta hiểu về Phật giáo, giống như trường hợp của tứ tổ đạo tín mà truyền đạo cho ngũ tổ, thì đó cũng là những cái mà gọi là. Rồi đặc biệt hơn nữa, từ ngũ tổ Hoằng Nhẫn mới truyền đạo lại cho lục tổ Huệ Năng. Thì lúc bây giờ nó cũng có hai người đệ tử giống như tứ tổ đạo tín, Thần Tú và đặc biệt là Huệ Năng, có hai vị. Nhưng mà nó hai cái yếu tố nó không đồng với nhau, bởi vì gần như Thần Tú là một cái người gọi là pháp thọ, có thể thay thầy để chỉ giảng giáo huấn những chị anh em, những chị đồ chúc trong cái quá trình. Thì lúc bây giờ đặt về một điều, Huệ Năng ở một cái xứ Lĩnh Nam, nghe được trong nhà người ta tụng về kinh Kim Cang, cho nên ông mới có một cái lòng hướng về Phật pháp. Có người cho một số tiền sắp xếp cái việc hiếu thuận của người mẹ già, ông mới đến chùa Quỳnh Mai để gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn đi. Thì khi đến gặp ngũ tổ Hoằng Nhẫn, lúc bây giờ tổ hỏi rằng người ở đâu đến đây? Thì Huệ Năng trả lời rằng dạ thưa thầy, con từ xứ Lãnh Nam. Tổ mới trả lời một câu gọn, ngươi là cái người Lãnh Nam, cái người dân mọi rợ dốt nát mà biết tu hành gì đến đây. Chúng ta thấy không, nghe câu này sốc. Nếu mình nói vậy, ủa tổ không có từ bi sao nói vậy? Nhưng không phải. Đây là một câu nói gọi là trong thiền học gọi là đo lường. Nói như vậy ý không có ác gì à. Không phải mà nói vậy để nói rằng tổ là có một cái sự phân biệt không có. Nói vậy để đo lường cái đối tượng trước mặt mình coi sao. Coi cái người này có nóng không? Gặp mình mà nói câu này mình giận à. Cái lòng sân nó lên. Nhưng mà Huệ Năng ngài trả lời một câu gọn. Dạ thưa thầy, Phật tánh vốn dĩ không có phân biệt Nam Bắc. Một câu trả lời cực kỳ. Cho nên lúc bây giờ ngũ tổ Hoằng Nhẫn nói như vậy là đây là hàng quý, hàng hiếm. Bởi vì có quý hiếm mới là cái ngộ tánh rất cao mới trả lời nhanh gọn như vậy. Cho nên cái hàng này quý lắm mà mình không đem giấu là nguy hiểm. Vì vậy cho nên lúc bây giờ ngũ tổ đem giấu. Thôi ngươi xứ Lãnh Nam, nếu muốn quy thì phải vào trong bếp để bữa củi, để giảng đạo. Không có được lên trên nhà trên để nghe. Tổ dùng một cái sự khổ nhọc để giáo hóa một môn đệ, giấu kín vào trong nhà. Và sau đó một thời gian không lâu lắm, lúc bây giờ tổ mới tuyên bố trong các môn nhân đệ tử, mỗi người phải ghi một bài kệ. Bài kệ nào sâu sắc nhất trở về tâm thì ta sẽ truyền y bát cho người đó. Thì lúc bây giờ trong khối lượng tín đồ đâu có ai dám viết. Chỉ duy nhất thần tú cũng không dám mà viết, mà một cách phải nói là minh bạch, lén lén viết trong cái nhà bếp. Thân thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần phất tức vật sử nhát. Ông nói rằng cái thân này cũng như cỏ bồ đề, cái tâm này cũng như đài nguyệt cảnh vậy, ngày ngày cần phủ sạch, đừng có để nó dướng trần ai. Thì lúc bây giờ khi sáng ngày các đồ chúng gặp cái bài kệ này hay quá, mới ghi chép, mới ca tụng thần tú rất là giỏi. Riêng về Huệ Năng thì ở trong bếp mà lóng lóng tai nghe các môn nhân đệ tử, tức là các huynh đệ của mình đọc tụng cái bài kệ của thần tú. Thì lúc bây giờ Huệ Năng đấy đâu có cái gì, cho nên Huệ Năng mới nhờ một cái người bạn đồng tu, một vị đồng tu, bởi vì Huệ Năng không biết chữ, viết giùm cái bài kệ của ngài ở kế cái bài kệ của thần tú.
Bồ đề bổn vô thọ minh cảnh diệt phi đài bổn lai vô nhất vật à sử nhát cảnh. Cái cõi bồ đề nó cũng chẳng có thọ, một ngày nào đó nó cũng phải tiêu diệt, cũng chẳng có cái gì là đài nguyệt kiến, nó trường tồn vĩnh cửu. Vốn dĩ mọi thứ trở về cái chân không thì cần gì phải phủ sạch. Thì sau khi viết bài kệ lên đây thì lúc bấy giờ ngũ tổ hoằng nhẫn ra gặp bài kệ là ông ta hết sức ngạc nhiên. Cái của mình giấu mà giờ này nó lòi ra nữa rồi, phải giấu tiếp, chứ nếu như để nó lòi ra nữa là bị nguy. Cho nên kêu đệ tử lẹ lẹ mau bôi bỏ cái bài kệ này, lấy cái bài kệ của thần tú mà học. Vì thấy không, đối một ký người ta siêu giấu. Cho nên hôm nay mình có hay có giỏi chúng ta đừng nên khoe, khoe là thất bại lắm. Và bên cạnh đó, ngoài cái việc kêu các môn nhân đệ tử bôi bỏ cái bài kệ của Huệ Năng, nói vậy chứ ông ta chống gậy đi xuống nhà bếp. Lúc bây giờ Huệ Năng đang giả, thì tổ hỏi rằng gạo giả trắng hay chưa, một câu hỏi đơn giản thôi. Đáng lẽ như chúng ta trả lời dạ thưa thầy gạo con giả trắng rồi, nhưng mà Huệ Năng trả lời gọn, dạ thưa thầy gạo con đã giả trắng rồi, nhưng mà còn chờ người đến để sạc. Một câu nói thiệt. Thì lúc bây giờ tổ đâu có trả lời, tổ mới gõ trên miệng cối 3 tiếng cốc cốc cốc, rồi tổ chắp tay phía sau lưng đi lên. Lúc bây giờ Huệ Năng là người ngộ tánh rất là cao, nghe cái tiếng gõ trên miệng cối 3 tiếng là biết rằng canh ba đêm nay, chắp tay vào phía sau lưng gọi là ngươi đi vòng ngã sao đến gặp ta, phải lén mới được. Cho nên lúc bây giờ quả thật như vậy, thì đến canh ba đêm nay Huệ Năng đi vòng ngã sao đến gặp ngũ tổ quần nhẫn. Sau khi thầy trò diễn kiến với nhau, ngũ tổ quần nhẫn viết cho Huệ Năng nghe một bài pháp về kinh Kim Cang. Khi đến câu ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, thì lúc bây giờ Huệ Năng hoàn toàn tâm của Ngài được sáng bừng lên. Giờ khi tâm Ngài sáng bừng lên, Ngài mới ngâm lên một bài kệ là: Hà kỳ tự tánh bổn bắt sanh diệt, hà kỳ tự tánh bổn tự cụ túc, hà kỳ tự tánh bổn lai động diêu, hà kỳ tự tánh bổn bắt sanh diệt, hà kỳ tự tánh năng sanh diệt. Nào về cái tâm của mình vốn thanh tịnh, nào về cái tâm mình vốn đầy đủ, nào về cái tâm mình vốn không lai động vào, nào về cái tâm mình vốn không bị tiêu diệt, và nào về cái tâm mình vốn. Và đó là cái bài pháp mà tổ đã mật truyền tâm, truyền tâm về kinh Kim Cang qua cái câu ưng vô sở trụ sanh kỳ tâm cho lục tổ Huệ Năng, tức là vị tổ thứ 33 của đạo Phật. Như vậy thì đến đây đạo Phật bật truyền y bát do một cái hoàn cảnh nghiệt ngã. Lúc bây giờ phải nói rõ là cái thời kỳ đấu tranh kiên cố. Cho nên khi mà sau khi truyền y bát và tâm pháp, gọi là tâm truyền tâm xong, thì lúc bây giờ mới đưa Huệ Năng sang xong. Mà tổ dặn à, dầu muốn hay dầu không, con cũng phải giữ cái thân của này để làm cái nhiệm vụ khuôn hòa chánh pháp. Trước khi đi tổ dặn như vậy. Và sau đó thì Ngài mới về núi Tào khơi truyền đạo 37 năm, Ngài mới viên tịch. Như vậy thì sau đó, tức là ở giai đoạn cái câu trình bày nó về giai đoạn thứ 7 ở trong sau kỷ nguyên, thì đến đây đạo Phật không có còn truyền nữa. Tức là đến đây đạo Phật không có còn tâm truyền tâm, nhưng mà đạo Phật vẫn còn truyền, nhưng mà không có còn tâm truyền tâm và y bát làm tin. Cho nên Đức Thầy ra đời mở đạo, Ngài cho biết rằng từ ngàn xưa Phật pháp gài then nên ít kẻ tu hành. Vì vậy Đức Thầy hôm nay Ngài mới cho biết rằng rừng rú kệ kinh cắt khen rằng. Đức Thầy chúng ta Ngài ra đời là Ngài cắt khen rằng, cắt ở cái then gài chỗ nào. Vì vậy cho nên vào năm 1849, lúc bây giờ Đức Phật Thầy Thế An ra đời và mở ra cái tông phái gọi là Vũ Sơn Kỳ Hương. Trong sấm truyền Đức Phật Thầy, Đức Thầy Phật Thầy chỉ cho biết rằng khác thời uống nước Tàu Khê, đói ăn ma phạm có về canh tân, chứ Đức Phật Thầy cũng không nói gì. Nhưng mà những người nghiên cứu về tôn giáo thì khi đọc hai câu thi này, người ta hiểu ngay rằng Đức Phật Thầy đã nói rất là rõ cái nguồn gốc của Ngài. Tàu Khơi là cái nơi ngày xưa Đức Lục Tổ Huệ Năng truyền đạo ở đây, gọi là khác thời uống nước Tàu Khơi. Đói ăn ma phạn, chứ ma phạn là ăn cơm, đó là chúng ta hiểu về nghĩa đen. Nhưng mà về nghĩa lý, ma phạn nghĩa là cái nguồn gốc của giáo pháp này, nó xuất phát từ Ấn Độ, từ tiếng Phạn Sanskrit, từ tiếng Phạn Pali, và đặc biệt tối về canh tân là Ngài có trách nhiệm quy nguyên Phật pháp, canh tân giáo điều. Cho nên từ đó có thể nói rằng Đức Phật Thầy Tây An là cái vị tổ nói tiếp theo luật tổ Huệ Năng. Cho nên trong cái nguồn sấm truyền của Ngài, Ngài cho biết rằng lọc lừa thì đặt nước trong, ma Phật trong lòng lừa phải tầm.
Và sau khi 7 năm trụ thế đến năm 1856, Đức Phật Thầy Viên Thịnh. Và sau đó mới có một cái sự kiện lớn hơn nữa trong Phật giáo, Đức Quỳnh Giáo Chủ ra đời. Ngài khai sáng đạo vào buổi chiều ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, nhằm ngày mùng 4 tháng 7 năm 1939. Đức Thầy chúng ta xác định rằng chẳng nói vắng dài, Phật nọ tích tâm. Và đặc biệt Đức Thầy chúng ta Ngài đã xác định thêm nữa 14 chữ mà chúng tôi luôn để trên đầu. 14 chữ mà Ngài viết trong kệ dân: khùng nói cho già trẻ làm tin, theo luật tổ chớ theo thần tú. Cho nên Đức Thầy đã nói rất là rõ. Bởi Đức Thầy chúng ta là cái người đã được chánh truyền, phải nói rõ, được chánh truyền từ Đức Phật Thầy Thế An, và đến trở thành Đức Thầy chúng ta được chánh truyền rất là rõ ràng. Và Ngài còn cho biết rằng Ngài đem một cái thông điệp để cho những người tu theo đạo Phật, cũng như cho khách quan biết rằng đạo màu diệt khổ có từ lâu. Thần tú ra đời lại góp thâu chuông mỏ sám kinh bèn cải sửa, xá phương truyền lưu lắp đạo. Hay hoặc là ngàn năm đạo lý vắng que, bị ngươi thần tú bài chè cùng soi. Kinh với sám ngoài môi, nó tụng đạo si đòi bãi lụng gì ai. Đem nguồn chân lý bằng nay, ta thương sanh chúng lạc lồi giống xưa. Mà Ngài đã viết rất rõ trong giọng Bắc Hoài Nam. Phải nói rõ như vậy. Như vậy thì Ngài giờ này đến đây chúng ta mới thấy rõ Đức Thầy mình rõ ràng dĩ truyền là Ngài đã được tâm truyền tâm. Mà Ngài cho biết rằng làm vô vi chánh đạo mới màu. Đạo Thích Ca nhiều nẻo cao sâu, hãy tìm kiếm cái không mới có. Kính thưa quý vị. Vì vậy cho nên Đức Thầy đã xác định rất là nhiều lần. Đối với toàn thể tín đồ Phật giáo, tôi vẫn không quên rằng tôi là một đệ tử trung thành của Đức Phật. Đức Thầy chúng ta cũng giống như các vị tổ từ xưa đến nay. Nhưng có một điều đặc biệt. Nếu nói về cái hệ thống truyền thừa của Đạo Phật, thì Đức Quỳnh Giáo Chủ có thể là vị tổ thứ 34 của Đạo Phật. Nhưng mà vị tổ này có phần đặc biệt hơn. Các vị tổ kia tu chứng tại thế gian này. Còn đặc biệt vị tổ này trong cái thời mạt hạ đã tu chứng rồi, đã về bên cõi Tây Phương rồi, nhưng vì lòng thương chúc, Ngài trở lại cõi Ta Bà này khai đạo. Nhưng cái nguồn gốc thì cũng không ngoài Đạo Phật Thích Ca. Phải nói rõ, đạo vô vi của Phật không cần nói theo chí Thích Ca trước. Cho nên khi mà chúng ta nói đến đây thì mình thấy mình hết sức là phải nói rõ là may mắn. Cũng đồng là một vị tổ trong Đạo Phật, nhưng mà vị tổ này có khác. Chính vì vị tổ này có khác, bởi vốn dĩ Ngài là Phật, cho nên Ngài sẵn sàng lột trần những cái gì mà nó bị lệch lạc trong cái tôn chỉ Đạo Phật, sẵn sàng dám nói những cái điều tiêu cực trong Đạo Phật mà từ xưa đến nay các vị tổ kia ít có dám nói những cái điều tiêu cực trong Đạo Phật. Chính vì lý do đó mà ngày giờ này đôi khi có những người ta làm sai. Giống như mình, khi mình làm sai một điều gì, người ta nói ngay cái sai mình, đôi khi mình cũng tự ái. Giống như người ta khều ngay cái mục rẻ của mình, mình tự ái, mình tức, mình giận người ta. Cho nên ngày giờ này nếu như cái người nào mà tu chân chính theo Đạo Phật thì gặp giáo lý Đức Thầy, người ta rất là trọng, người ta rất là để. Còn những người nào mà rơi vào những trường hợp mà Thầy liệt kê những cái người tu không đúng, thì đôi khi đụng chạm người ta tự ái. Người ta có những cái tư tưởng thế này thế khác, nó gây cái sự mâu thuẫn với Đạo Phật Giáo Hòa Hảo chúng ta. Cho thực chất là cái nguồn gốc mà khi chúng ta tìm hiểu ở chỗ này, nãy giờ chúng tôi đi một vòng như vậy, để chúng ta thấy rằng Đạo Phật và Đạo Phật Giáo Hòa Hảo vốn dĩ là một. Nó là nhất nguyên, chứ không bao giờ vốn dĩ trở về tâm, trở về một thôi. Còn sở dĩ mà ngày giờ này người nào còn thấy hai, thấy ba đó, thì hoàn toàn do bản ngã, do cá nhân, do vị kỷ, có thấy hai, thấy ba. Thật chắc ra Đức Quỳnh Giáo Chủ và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Thầy chúng ta cũng là một trong các vị tổ ra đời mở đạo thôi. Cho nên Ngài mới xác định ở chỗ này là như vậy. Thì qua câu đầu tiên này, Đức Thầy mới giới thiệu cho chúng ta, cho tất cả các giới quần chúng biết rằng Đạo Phật Giáo Hòa Hảo với một cái nguồn giáo lý, có một cái nguồn gốc rất là rõ ràng. Và Đức Thầy Ngài cũng đã cho chúng ta biết rằng chính bản thân Ngài cũng được tâm truyền tâm. Cho nên hảo nào Đức Thầy thường xưng Ngài là đệ tử trung thành của Đức Phật, đã được Đức Phật phó thác lại, và cũng là một người có một cái trách nhiệm để giáo hóa quần sanh trong cái thời mà. Cho nên từ đó chúng ta mới nhận định đúng giáo lý Phật Giáo Hòa Hảo không hề thấp như những cái khách quan khi họ không hiểu.
như chúng ta bàn nãy giờ có một cái nguồn gốc rất là rõ ràng, kính thưa quý vị. Và sau khi Đức Thầy nói một cái chiều sâu vô thượng hàm thâm dĩ truyền cho người tu hiểu, cho những cái người thiện hữu trí thức hiểu, và sau đó Thầy mới hạ xuống nói một cách bình dị, một cách thực tế trong cuộc sống đời thường, đó là danh ngôn chép để rạch đạt tiên. Vậy thì danh ngôn là gì? Danh ngôn tức là những cái lời hay, những cái lời bất hủ, những cái lời này để nhằm để giáo hóa. Cho nên trong từ điển mới giải nghĩa danh ngôn được đúc kết từ tinh hoa trí huệ đã trải qua kinh nghiệm nhiều đời để làm cho con người phát triển đi đến chỗ chân thiện mỹ. Chúng ta hiểu một cách khái nát danh ngôn về cái khái niệm thì đây gọi là đúc kết tinh hoa của trí huệ. Và đặc biệt trong này thì phải nói cho đủ, nó là gồm có ca dao tục ngữ. Không cần biết tác giả nào viết ra những cái lời này. Cái quan trọng nhất là những cái lời này nó đi sâu vào quần chúng như thế nào. Những cái lời này nó có một tác động mãnh liệt như thế nào trong cái xã hội này để nhằm đưa con người đến chỗ hướng thiện thì đều liệt kê vào danh ngôn. Chứ không nói đến cái vấn đề bàn đến việc tác giả. Thì đó là cái kho tàng về ca dao tục ngữ mà chúng ta hiểu về danh ngôn. Vì thì hôm nay lời Đức Thầy, nếu như đối với người tu thì lời Đức Thầy là Pháp Phật, một trong nhị bảo, tức là Pháp Bảo. Và nếu nói theo đời người đời thường thì lời Đức Thầy nó quý báu hơn cả ca dao tục ngữ, cũng là một cái lời lành để khuyên dạy tất cả. Cho nên Thầy mới dạy là danh ngôn. Cái chữ chép là ghi lại, chép để là ghi lại, chứ để là để sau này noi theo đó mà học hỏi. Chữ rạch thì nếu nói cho đủ, chữ rạch là rạch rồi, chữ rạch là rành, chữ rạch là rành rẽ rõ ràng, rạch rồi đó, thì cái nghĩa chữ rạch là vậy. Giống như trong quyển tư Thầy cho biết rằng chốn tụ hội cho nên léo hánh, vì lời xưa chỉ dặn rạch rồi. Thì chữ rạch đây chúng là, chứ là chúng ta hiểu một cách khái nét là nó rành rẽ, nó rành rẽ, nó rõ ràng, mọi thứ lớp, mọi cái con đường đi nước bước Thầy đã diễn lĩnh rất là rõ, gọi là rạch. Cái chữ đàn là đường, cái chữ tiên là trong sạch. Vậy thì đàn tiên hay còn gọi là đường tiên, đây là cái con đường trong sạch. Mà giống như đoạn khác có thể cho biết rằng đường tiên, đàn tiên, cõi tục, phân minh. Hay hoặc là Ngài dạy trong cái quyển Kiến Thiện, lời lành mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất hững hờ đàn tiên. Vậy thì đàn tiên là đường tiên. Và đường tiên ở đây chúng ta hiểu thêm chữ tiên này. Chữ tiên đây thì theo cái hiểu chúng tôi, trong cái lý Đức Thầy, Đức Thầy dùng chữ tiên rất nhiều. Nhưng mà trong các chữ tiên Đức Thầy dùng có hai khái niệm. Một, kể từ nay tiên Phật thánh thần lo dạy dỗ dương trần chẳng thiết. Thì cái chữ tiên này là chúng ta thấy rõ, đây là đại danh từ, đây là chỉ cho những cái vị tiên, chỉ cho cõi tiên. Nhưng mà chữ tiên ở đoạn này nó có khái niệm khác hơn. Chữ tiên này không phải là cõi tiên, cũng chẳng có phải là cái người đắc quả tiên. Mà chữ tiên này gọi là trong sạch. Giống như Thầy dạy trong cái bài Cứu Của Quyền, ráng tu đắc đạo cứu của quyền, thoát chốn mê đồ đến cảnh tiên. Vậy chúng ta nói thôi bây giờ mình tu đi cứu của quyền, mình thoát cái cảnh này, cảnh mê đồ, lên cảnh tiên là lên cõi trời. Vậy là tốt. Bởi vì cõi trời vẫn nằm trong mê đồ. Cho nên chữ tiên này có thể nói đây là cõi Phật, đây là cảnh trong sạch. Nó giống như chữ tiên mà Đức Thầy viết trong cái bài mà Ngài cho Nguyễn Kỳ Trân chính diệm, cái bài sau cùng: dặn lòng lục tự mở đừng sai, qua bể về quê ngõ chuốt hàng, rồi tiên cảnh kìa kìa gần lộ vẻ. Khi chúng ta đọc cái này mình tưởng đâu là non bồng nước nhựa cảnh thiên cái gì, tiên cảnh kìa kìa gần lộ vẻ, lộ vẻ. Nhưng mà khi đọc câu sau chờ người phú phước đến liên đài, vậy thì cái chữ tiên này không phải chỉ cho cảnh tiên, mà chữ tiên này chỉ cho cảnh trong. Giống như đoạn khác Thầy dạy là ráng kiếm chỗ tầm tiên lánh tục, người ở đời phải được lòng trong. Cho nên chữ tiên này theo cái nhận định của chúng tôi, đây là cái con đường trong. Chúng ta sống trong xã hội này, lúc nào nó cũng có hai yếu tố: thiện và chánh và tà, đúc và trong. Thì đây là hai yếu tố nó rõ ràng, nó rành mạch mà ai cũng đều biết. Như vậy thì lời Đức Thầy là ca dao, là tục ngữ. Đức Thầy giảng dạy một cách rành rẽ, giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn, dạy ở, chú tu chung tròn để đưa chúng ta đi vào con đường trong sạch, gọi là đàn tiên, ngược lại với cõi tục. Con đường trong sạch này còn gọi là đi chúng thì sống, ngược lại ở chỗ là bước trật tất chết. Như vậy thì chúng ta thấy rằng
Qua đó thì mình mới thấy rằng qua cái câu thứ hai này Đức Thầy nói một cách hết sức là rõ ràng. Lời dạy Đức Thầy chúng ta đừng lầm tưởng rằng chỉ áp dụng cho người tu thôi, không phải vậy đâu. Lời Đức Thầy nếu như một cái người ký giả mà thức giả người ta nghiên cứu kỹ rồi, lời Đức Thầy không chỉ dành riêng cho người tu, những người tín ngưỡng tâm linh, mà lời Đức Thầy luôn luôn được áp dụng một cách hết sức là triệt để trong cộng đồng. Trong cộng đồng nó là những lời lành, những lời hay, những thánh huấn mà gần như con người muốn phát triển hơn nữa, thì đây là những kim chỉ nam mà con người cần phải học tập, giống như cái kho tàng ca dao tục ngữ từ xưa đến nay đã giáo huấn biết bao nhiêu con người đi vào cái con đường thánh thiện mà Đức Thầy dạy ở trong này là con đường gọi là đàn tiên, là con đường thánh thiện. Rồi như chúng ta nghe về ca dao mình nói rằng lời nói cũng mắc tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Rồi Danh Ngôn cũng có một câu rằng trước khi nói chuyện cũng lưỡi bảy lần. Thì hôm nay Đức Thầy nói một cách hết sức là gọn, dùng lời ngôn nói tận đáy lòng, hay hoặc là lựa lời tiếng dịu dàng trong sạch khi thốt ra đoan chánh hiền từ. Chúng ta thấy đâu có dính quá dính dáng gì đến vấn đề thành Phật thành tiếng, hay hoặc là trong cái đạo vợ chồng. Ca dao có câu rằng là cơm soi bớt lửa, tức là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm soi bớt lửa bao đời cơm thế, để giáo huấn cái trong cái tình. Thì hôm nay Thầy cũng cho biết rằng đạo chồng vợ tượng hòa cho đến khác, mà Ngài dạy rất rõ trong Công Buồn Ngủ. Hay hoặc là trong bài Lấy Chồng Chệt thì Ngài cũng cho biết rằng yêu đương nhau đến phút cuối cùng, vợ chồng ấy lấy chân phúc. Thì những lời thánh quốc đó chúng ta thấy nó có một tính chất hết sức là thực tế trong cách đối nhân xử thế. Nhất là Đức Thầy dạy rằng bước ra đường ăn nói thiệt thà, giàu khôn khéo cũng là giả. Hay hoặc là không quen biết mà cao tuổi tác ta cũng nên kính trọng mới lạ. Dân dân và dân dân, hằng hà các câu mà Đức Thầy triển khai một cách thực tế trong cuộc sống đời thường. Cho nên theo chúng tôi nghĩ rằng, bởi vì Ngài giờ này cũng vì cái bản ngã, cho thật chất ra mọi người nếu nhìn nhận một cách khách quan, thì lời Đức Huỳnh Giáo Chủ không dừng lại là những cái phương pháp tu tập đưa con người đạt đến chỗ hoàn toàn thành Phật, mà lời Đức Thầy chúng ta còn ảnh hưởng rất là sâu sắc đối với cộng đồng. Bởi lời Đức Thầy nếu như chúng ta tìm hiểu rõ ràng thì nó quý báu một cách cực kỳ. Nó là một kho tàng quý báu, là những cái lời lành, là danh ngôn để khuyến tấn con người đi vào cái con đường thiện, cái con đường lành. Kính thưa quý vị, thí dụ bây giờ chúng tôi giả sử, nhất là cái sự ham muốn dục, nó xui khiến con người chúng ta làm hư hại, ngược lại cái nền luân lý mà đôi khi chúng ta không có hay. Cho nên Ngài mới biết rằng thần cắn sức ra công khuyến dỗ, dình thuần phong mỹ tục của đồng tiên, tập ở ăn theo nết thánh hiền. Ngài dạy hết sức là rõ. Thì đó là những cái lời lành mà ước mong rằng tất cả nhân loại sẽ áp dụng để tự họ phát triển lên đi dọc cái con đường. Cho nên chúng ta khi đọc đến lời Đức Thầy, Ngài cho biết rằng giết một ngọn lưỡi này tắt, đem đạo màu ban rãi nơi nơi, mãn trờ trong má tánh thảnh thơi, khắp bốn biển liên dây hoàn hảo. Khi đọc đoạn này chúng ta đừng nghĩ rằng cả trên 7 tỷ người này ai cũng ăn chay, ai cũng cúng lại sớm chiều, ai cũng quy y giống như mình. Đừng mong cái điều đó. Cái điều đó nó sao? Cái điều Đức Thầy muốn mong cầu ở đây là Đức Thầy muốn bốn biển đây nè liên dây hòa hảo, gần với hòa hảo, hòa thuận với nhau, và đặc biệt rằng tất cả đều biết lời Đức Thầy để áp dụng trong cái cuộc đời. Đôi khi đối với các nước khác, rồi người ta đâu có sự tôi tín ngưỡng đạo Phật như mình, nhưng mà người ta cũng có thể áp dụng lời Đức Thầy để người ta đạt ở chỗ chân thiện mỹ, người ta loại trừ những cái xấu, lìa xa những cái xấu để phát triển những cái tốt. Thì đó là một cái điều hết sức là tốt đẹp. Cho nên chúng tôi cũng thầm có những cái mơ ước này. Ước gì? Lời Đức Thầy được phiên dịch thật là nhiều tiết, thật là nhiều tiết, để phổ rộng khắp cả trên 200 quốc gia, trên 7 tỷ người, trên cái bề mặt quả địa cầu 510 triệu km vuông mà ngày giờ này tất cả chúng ta đang sống. Bởi lời Đức Thầy có một cái giá trị hết sức là sâu sắc. Giống như quý vị thấy đồng loại của mình ở châu Phi, nhất là cái cảnh đói khát, cái cảnh khổ nghèo, quý vị thấy hàng ngày trên những cái trang Facebook cũng như những cái trang mạng xã hội, thì chúng ta thấy rằng đây là những cái cảnh phải nói rõ là hết sức sâu sắc. Phải chi nơi này hấp thụ được lời Đức Thầy,
tế độ dân nghèo trong lúc túng giúp giùm kẻ đói bữa vừa qua, thì theo tôi tin chắc rằng nó sẽ so dị một phần nào đó những cái nỗi khổ. Nếu như cả thế giới này ai cũng biết làm từ thiện, theo là Đức Thầy dạy làm hết cái việc từ thiện, thì những cái nỗi khổ của những đồng loại chúng ta ở châu Phi nó sẽ dơi lần, nó sẽ dơi lần. Có những nước rất là giàu, ngút ngàn, nhà cao cửa rộng một cách hết sức là phải nói rằng, nói đến tiền bạc tài sản không thể nào dùng từ ngữ. Tại sao những nước này không chia sẻ cho những cái nước nghèo khổ, phải không? Hoàn toàn do bảo thủ, do dị kỷ mà thôi. Phải chi tất cả đều hấp thụ được cái tinh hoa, cái lời lành này. Thì tôi tin chắc rằng cả thế giới này là phồn vinh. Cả thế giới này chẳng khác là thời thở xưa, thời buổi Túc Nghiêu, thái bình, hạnh trị, mến yêu, khắc tình mà Đức Thầy đã thầm mơ ước, phải nói rõ. Cho nên tất cả người tín đồ đạo Phật giáo hoàn hảo chúng ta thì phải nói rõ, mình không thể nào dừng lại ở góc độ tu hành đâu. Bởi lời Đức Thầy có một cái công năng, có một cái diệu dụng thực tế như vậy đó. Mà đôi khi chúng ta gặp lại mình thấy đây là những điều hết sức là xác thật, nó không hết gì. Chúng tôi chỉ bàn một hai nét, đưa ra một số thí dụ căn bản thôi, để chúng ta thấy được cái giá trị thật sự qua lời dạy Đức Thầy mà hôm nay chúng ta đã thừa hưởng cái vốn quý đó. Và sau khi Đức Thầy dạy cộng đồng xong thì Đức Thầy mới gom lại cái câu danh ngôn chấp để đạch đàn tiên là Thầy dạy trong cộng đồng. Nhưng hôm nay đối với người tín ngưỡng tôn giáo đạo Phật thì cái câu thứ ba là một cái câu phải nói hết sức là quan trọng. Hết sức là quan trọng. Cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Khi mà chúng ta đọc qua văn tự gì cũng đủ hình dung được. Cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Tôi nhớ rằng trong toàn bộ với Đức Thầy không có nói cái gì về xa xôi, về diễn vọng hết. Những cái gì Đức Thầy cũng dạy trong thực tế nó rất là gần gũi, nó nằm trong tầm tay chúng ta thôi. Bởi vì tùy phong hóa dân sanh phù hợp, chấp bút thần tại ích bổn kinh, lời Đức Thầy luôn luôn hợp căn hợp cơ với tất cả chúng ta. Mà cái câu này là một cái điều kiện phải nói là hết sức là quý báu. Cư gia tịnh độ tâm. Cái chữ cư gia nó có hai ý độc đặc. Hai nhân quy là nó có một mà thôi. Chữ cư gia có nghĩa là tại gia cư sĩ, là cư gia. Ý thứ nhất. Ý thứ hai, cư gia đây là ở tại nhà. Nếu chúng ta hiểu theo nghĩa đơn từ đó, tức là cư gia ở tại nhà. Tịnh độ. Nếu nói cho đủ là pháp môn tịnh độ, mà Đức Thầy cho biết rằng lòng thương chúng thiết phương tịnh độ, đặng dắt dịu tất cả chúng sanh. Hay hoặc là trong quyển nhất Ngài cho biết rằng có người tu niệm đáng thương, điền mới chỉ đường tịnh độ vãng sanh. Thì chúng ta hiểu cái khái niệm tịnh độ, nói cho đủ là pháp môn tịnh độ. Tức là lục tự trì tâm là phương phép nhắn nhủ cùng ai có mấy lời mà Đức Thầy đã dạy. Nhưng mà cái điều đặc biệt nhất, diệu dụng nhất ở cái câu này nè, ở ba cái chữ sau cùng là tâm viên mãn. Đặc biệt ở chỗ, đặc biệt ở chỗ là cư gia tịnh độ, mà đặc biệt ở chỗ đạt kết quả liền là tâm viên mãn. Chữ viên là tròn, chữ mãn là đầy, là cùng. Như vậy thì viên mãn, nói theo triết học của Phật giáo, đây là cái từ chỉ cho tròn đầy, mà tròn đầy là chỉ cho Phật tánh chúng ta viên dung tròn đầy, gọi là viên mãn. Vậy thì tâm viên mãn ý muốn nói rằng đây là cái giai đoạn mà gần như chúng ta đã thanh lọc cái tâm mình, nó hoàn toàn nó trong sạch, hoàn toàn chúng ta đạt được trí huệ. Mà trí huệ không phải là trí huệ bình thường. Khi đạt cái chỗ tâm viên mãn thì đạt được trí huệ vô sư, trí huệ bát nhã ba la mật đa, chứ không phải là trí huệ bình thường. Kính thưa quý vị, phải nói rõ ở chỗ tâm viên mãn. Cho nên từ đó chúng ta mới suy ra rằng hôm nay niệm Phật đó là dạy Đức Thầy, chúng ta đừng nên mong cầu mai mốt Phật đến rước. Cái chuyện này nó xa giờ lắm. Đức Thầy nói trong thực tế, chúng ta cứ niệm Phật đi, một câu Phật chúng ta niệm là chúng ta sẽ hưởng được một khoảnh khắc, một khoảnh khắc trong tĩnh lặng. Và khoảnh khắc trong tĩnh lặng này nó sẽ giúp cho chúng ta, trí huệ mình sẽ được mở mang. Thí dụ như bây giờ tâm của tôi và quý vị, tâm chúng ta giống như một mảnh đất mà Đức Phật gọi là ruộng tâm, Đức Phật gọi là tâm địa. Tâm chúng ta là một mảnh đất. Như vậy thì đồng đạo ngó coi mảnh đất có bao giờ nó trống không? Không. Nếu gặp mưa xuống rồi thì cỏ rác nó sẽ mọc đầy trên cái mảnh đất. Phải nói rõ, tâm chúng ta bây giờ là vậy đó đồng đạo, cỏ rác mọc đầy. Vậy thì khi hôm nay chúng ta bắt đầu niệm Phật,
Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta đem một cây lúa để cấy vào cái ruộng tâm. Và khi đó thì cái ruộng tâm chúng ta lúc này có một đầy. Bởi vì còn cũng tưởng, có cũng tưởng, không cũng tưởng, thành cũng tưởng, bại cũng tưởng, thương cũng tưởng, ghét cũng tưởng. Rồi thất tình lục dục bắt buộc con người phải phí biết bao nhiêu tâm cơ trí não phụng sự nó. Cho nên lúc bây giờ tâm chúng ta nó có một đầy. Vậy thì khi hôm nay hành giả bắt đầu niệm Nam Mô Di Đà Phật là chúng ta trồng trong tâm mình một cái cây lúa. Mà bây giờ trong tâm mình có một đầy trơn sao? Cho nên buộc chúng ta phải trước khi trồng một cây lúa phải nhổ ra một cây cỏ. Nhổ một cây cỏ. Như vậy khi chúng ta niệm câu thứ hai là chúng ta trồng thêm cây lúa thứ hai. Và đồng thời chúng ta nhổ luôn cây cỏ thứ hai. Cứ như vậy. Mà chúng ta làm cái công việc luân phiên như vậy, đến một ngày nào đó cái ruộng tâm chúng ta hoàn toàn là lúa không, không còn cỏ. Thì ngày đó chúng ta đạt được tâm viên mãn, đạt kết quả liền, tâm chúng ta đâu còn ác. Tâm chúng ta hoàn toàn không. Cho nên đồng đạo hãy lắng lòng nghe đây lời giải. Ngài dạy rất rõ trong cái bài Chư Phật của bốn thầy. Còn phương pháp niệm Phật là để trừ đi cái vọng niệm của chúng sanh. Rõ ràng. Vì trong tâm chúng sanh niệm niệm mê lầm chẳng dứt. Vậy thì niệm niệm mê lầm đó là cỏ. Nó vậy rồi. Nên ai hãy thành tâm niệm Phật thì nếu được một niệm Phật, ắt lìa được một niệm chúng sanh. Nếu hôm nay chúng ta thành tâm niệm Phật thì mình niệm một câu Phật là chúng ta nhổ đi một. Mà niệm niệm Phật thì lìa được tất cả dòng niệm chúng sanh. Chúng ta niệm niệm càng nhiều câu niệm Phật thì cái ruộng chúng ta nó càng phơi đi cỏ và lúa mọc đầy. Đến khi nhất tâm bắt loạn, chừng ấy vọng niệm chúng sanh đã dứt, không có còn thấy một cây cỏ, thì lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được. Thì khi cái trạng thái lòng ham muốn và các tình dục còn đâu mà nảy sanh ra được, thì lúc bây giờ chúng ta đạt được trí huệ, đạt được tâm bát nhã, đạt được tâm viên mãn, rất là rõ. Cho nên mỗi thời kỳ nó có khác, chúng tôi cũng xin mở ngoặc để nói thế này. Bởi vì ngày giờ này chúng ta đều biết rằng nếu căn cứ theo Tịnh Độ Tông mà chính ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã vô vấn tự thuyết tại vườn Con Cóc Cô Độc về pháp môn Tịnh Độ. Đức Phật đã giới thiệu qua 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà để tiếp trước tất cả chúng sanh trong mười phương thế giới này. Nếu như ai biết nhớ đến danh hiệu của ngài mà niệm từ 1 đến 10 niệm, từ 1 ngày đến 7 ngày tâm chẳng loạn động thì người ấy trước khi lâm chung được Đức Phật tiếp trước về cảnh giới an. Đây là lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài đã có giới thiệu. Như vậy thì cái giới thiệu trong cái giai đoạn này rất là hợp, trải dài nó hợp hơn nữa. Nhưng hôm nay Đức Thầy chúng ta ra đời trong thời mạt hạ này, Đức Thầy dạy có cái phần nó gườm gũi hơn nữa, nó thực tế hơn nữa. Đức Thầy không có nói gì đến 48 lời đại nguyện hết, bởi cái điều này vốn dĩ đã có. Cho nên hôm nay trong phương pháp niệm Phật Đức Thầy ra đời nó có khác. Nếu không khác Đức Thầy khỏi ra đời. Mà đặc biệt hơn một điều nữa, Đức Thầy chúng ta, ngài đã ở kề cận bên Đức Phật A Di Đà. Bồng Lai Điên Dại có ngôi, Tây Phương Cực Lạc cùng ngồi tòa sen. Đức Thầy chúng ta đã đắc được thánh quả, đã ngồi kề cận bên Đức Phật A Di Đà rồi. Và đặc biệt Đức Phật A Di Đà ngài cho biết rằng là đời nguyên hạ nhiều người hung dữ, nên xảy ra lắm sự tai ương, Đức Di Đà xem thấy xót thương, sai chư Phật xuống miền dương thế, mà thầy viết trong kệ dân rất rõ. Vậy thì chúng ta nói theo cái hiểu mình đi, định hình đi. Đức Phật A Di Đà thấy cái người nguyên hạ này hung dữ quá, cho nên mới sai Đức Thầy chúng ta xuống đây triển khai pháp môn Tịnh Độ để đưa chúng ta đến chỗ thánh thiện, thoát khỏi cái hung dữ, thoát khỏi cái ngày tiêu diệt, để chúng ta hiểu về cái định lý này. Vì vậy Đức Thầy mới dạy ở một đoạn khác, tức là muốn tu tỉnh A Di Đà gặp cuộc Đức Di Đà truyền mở đạo lành, bởi vì ngài thương xót chúng sanh ra sắc lệnh bảo ta truyền dạy. Cho nên ngày giờ này nếu nói đi nói vấn đề rành đường rành rẽ thì thật sự mà nói ngoài Đức Thầy chúng ta ra khó kiếm người thứ hai mà rành đường Đức Thầy. Bởi Đức Thầy chúng ta là cái người ở kề cận bên Đức Phật A Di Đà và cái người chịu lệnh của Đức Phật A Di Đà đem cái sứ mạng xuống đây để độ đời. Cho nên ngài cho biết rằng tìm cực lạc đây rành đường ngõ. Cho nên thì giờ này ngày giờ này đồng đạo chúng ta phải đặt trọn niềm tin. Chúng ta chỉ cần niệm Phật theo lời dạy Đức Thầy, đó là chúng ta niệm Phật theo Đức Phật A Di Đà. Nó không khác.
Cho nên trong cái thời mạt hạ này có khác với cái thời của Đức Phật Thích Ca trên dưới hơn 2.500 năm nay. Trong cái thời này Đức Thầy chúng ta không có nói đến cái vấn đề 48 lời đại nguyện, bởi cái đó nó đã có rồi. Mà Đức Thầy chúng ta thực tế, đồng đạo chúng ta chuyên trì niệm Phật đi, không cần đợi đến ngày chúng ta bỏ xác mà Đức Phật mới tiếp rước đâu. Mà chúng ta niệm Phật đây mình đạt được lợi ích từng câu niệm Phật. Chúng ta niệm Phật đây cốt yếu làm sao được tâm chúng ta thanh tịnh. Khi tâm chúng ta thanh tịnh mình đắc được tịnh độ tâm rồi đó. Thì lúc bây giờ chúng ta mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc, hưởng công niệm Phật rất yên lành. Lúc bây giờ giả sử bây giờ khi chúng ta mãn sát thì mình không muốn về có Phật cũng không được. Bởi vì tâm chúng ta là Phật rồi. Phải không? Không cần phải mong cầu. Còn ngược lại, nếu như chúng ta mong cầu mà lúc đó chúng ta chỉ niệm Phật được lúc đầu hôm, đêm phim muốn giật nồi cơm của người mà chúng ta cứ mong cầu thì có Phật, thì cái mong cầu này giống như lấy sỏi đá nấu thành cơm, không thành cơm. Bởi vì Phật bất cứu vì tâm còn ác. Phải nói đó. Như vậy mình phải nhận định đúng vấn đề. Hôm nay niệm Phật theo lời Đức Thầy, Nam Mô A Di Đà Phật, là cái phương tiện để giúp cho tâm chúng ta đạt được trí huệ. Có đạt được trí huệ thì Đức Phật mới giớt. Cho nên quý vị cũng cho phép chúng tôi mở ngoặc để nói nhắc lời Đức Thầy ở ba cái tình tiết khác nhau. Cái thứ nhất, Đức Thầy dạy: A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức, mà Đức Thầy viết trong kệ dân. Vậy thì chúng ta thấy tại sao A-di-đà không tìm kiếm những người niệm Phật nhiều mà lại tìm kiếm những người hiền đức là một chỗ. Một chỗ khác cũng trong quyển giảng đó, Thầy cho biết rằng kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được thêm thoát khỏi ta bà. Như vậy thì tại sao mà cái người niệm Phật nhiều không được hưởng phép thần linh, mà ngược lại cái người hiền đức mới được hưởng phép thần linh? Một chỗ thứ ba Thầy viết trong cái bài Viếng Làng Thứ Ba: kiếm con hiền đức dắt về, về nơi cõi Phật Tây Phương an nhàn. Tại sao không kiếm con niệm Phật nhiều dắt về kiếm con hiền đức? Vậy thì từ đó chúng ta mới suy ra niệm Phật là một cái phương tiện. Nó làm cho tâm chúng ta viên mãn. Tâm có viên mãn rồi chúng ta mới đạt được hiền đức. Kính thưa quý vị, kính thưa đồng bào. Cho nên hôm nay khi chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mình đánh thức ông Phật tại tâm của mình. Chứ không phải là chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chúng ta kêu ông Phật Tây Phương. Bởi vì Phật Tây Phương thiệt quá xa xăm. Phải tìm kiếm ở trong não trí. Chúng ta niệm Phật là mình đánh thức ông Phật ở trong tâm. Phải nói rồi. Cho nên Đức Thầy dạy một cách rất là rõ ràng. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, để lòng của mình nương theo đó mà thanh tịnh, chẳng còn trược nhiễm trần. Vậy thì niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh, là niệm Phật hôm nay là chúng ta niệm trở về cái gốc, cái gốc tự tánh của mình, gọi là bản lai thanh tịnh. Khi chúng ta niệm Phật trở về cái gốc để đánh thức ông Phật chính mình, từ đó chúng ta mới nương. Nương là gì? Chữ nương là phương tiện. Nam Mô Di Đà Phật là phương tiện nương theo đó. Mà lòng chúng ta được thanh tịnh. Khi được thanh tịnh rồi, tức là chúng ta đạt tâm viên mãn. Đạt tâm viên mãn rồi thì chẳng có còn trược nhiễm trần. Phải nói rồi. Cho nên mình phải nhận định đúng vấn đề. Hôm nay Đức Thầy đã đề niệm Phật, dạy chúng ta niệm Phật là một cái phương pháp vô đằng là tịnh độ. Nhưng trong đó cái gốc thì cũng quy trở lại thiền tông. Bởi niệm Phật đạt được trí huệ thì rõ ràng là pháp thiền cái gì. Nhưng mà phải mượn câu lục tự miệng về tha lực để cho tâm chúng ta an. Thì đó là chúng tôi bàn về cái phần Phật học cũng như là giải thích. Bên cạnh đó chúng ta cũng thể bàn thêm một số nét về khoa học để cho quý đồng đạo thấy rõ rằng hôm nay chúng ta niệm Phật là cái tài sản quý báu nhất của con người đó, quý cô, quý chú. Phải nói. Cho nên chúng ta không lạ gì nhất là quý cụ mà lớn tuổi đi khám. Khám bác sĩ, nó thôi cụ ơi, bây giờ cụ về nhà đừng có lo lắng gì hết trơn á. Cứ an tâm mà sống hưởng tuổi già, là bệnh của cụ nó sẽ mau mau hết. Còn cái người nào mà bận rộn phiền não nhiều quá thì bệnh ít, nó sẽ nên trở nên bệnh. Cho nên những cái căn bệnh trong cơ thể chúng ta nó rất ảnh hưởng về cái tâm lý của con người. Vậy thì quý vị cho phép tôi đặt câu hỏi: một cái người mà nếu tâm họ vắng lặng rồi thì theo tôi nghĩ rằng nếu người này có bệnh nó rất là dễ trị, nó mau lành bệnh. Bởi vì khi tâm chúng ta vắng lặng trong sạch rồi thì các siêu vi trùng nó cũng khó có thể hoạt động.
Và đồng thời nếu như cái người mà tâm cứ vọng động, cứ xao xuyến, cứ buồn lo nghĩ, thì đây là cái cơ hội tốt để chúng ta nuôi các loại vi sinh ở trong cơ thể của mình nó phát triển ngày càng lớn mạnh. Phải nói rõ. Như vậy thì khi mà tâm chúng ta không rầu, không lo, tâm chúng ta vui vẻ, thì đó là những cái mà chúng ta làm chúng ta có được sức khỏe, giảm bệnh tật. Vậy thì chữ Nam Mô A Di Đà Phật, ngoài cái việc đưa chúng ta đến cảnh Tây Phương Cực Lạc, bên cạnh đó trong hiện tại, như nói góc độ này, thì chữ Nam Mô A Di Đà Phật là một phương tiện để giúp cho chúng ta giữ gìn sức khỏe. Có gì đâu là. Hôm nay nếu tâm chúng ta niệm Phật, thì đương nhiên trong trạng thái niệm Phật này chúng ta đâu có còn giận ông A, thương bà B, ghét bà C. Tâm chúng ta đâu có còn nghĩ đến danh, đến lợi, đến tình. Thì lúc này tâm chúng ta hoàn toàn sống trong an lạc. Thì cái an lạc đó giúp cho chúng ta đề kháng một số căn bệnh. Mà phải nói, nếu nói về thực tế, thì tôi tin chắc rằng về khoa học cũng có chứng minh điều này. Còn nếu nói về Phật học thì chúng ta thấy cái lệ lạc vô số kể. Như vậy thì đó là những yếu tố mà chúng ta bàn, những cái điều lợi lạc thực tế nhất mà hôm nay Đức Thầy dạy là cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Muốn đạt được điều này, cái quan trọng nhất là chúng ta phải thực hiện cho đúng. Quý vị nên nhớ rằng hôm nay chúng ta niệm Phật cốt để cho cái tâm chúng ta yên lặng. Cho nên Đức Thầy mới dạy lúc cầu nguyện và niệm Phật chỉ niệm trong tâm. Phải niệm Phật trở về nội tâm bên trong. Chứ nếu như hôm nay chúng ta niệm Phật bập bẹ bên ngoài niệm Phật còn khẩu niệm, thì đừng mong rằng chúng ta đạt được tâm viên mãn. Lúc này chúng ta chỉ bập bẹ Nam Mô cũng nhọc cầu. Đây chỉ là cái phương tiện mà thôi. Cho nên đôi khi bên tôn giáo bạn chúng ta niệm Phật cao thanh, niệm Phật kinh hành, đấy là phương tiện. Cái phương tiện ban đầu là niệm Phật cao thanh, là cái này chỉ cho cái người đời. Người ta mới vô trong đạo, người ta chưa có quen niệm Phật, người ta niệm Phật lớn, người ta nhớ thôi. Nhưng mà khi đi sâu rồi, chúng ta phải đến chỗ là không có còn niệm. Phải đạt ở chỗ là thầm thầm, tối tối, gặm ai. Vì vậy cho nên cái người niệm Phật cao thanh, theo tôi nghĩ rằng đó, gặp những người niệm Phật đồng thầm trong tâm, chúng ta phải phục có được. Phải phục. Rồi bên cạnh đó, cái người niệm Phật thầm trong tâm, đừng có nên khinh rẻ những cái đồng đạo niệm Phật cao thanh. Mà mình phải thương. Đây là cái giai đoạn ban đầu người ta niệm Phật thầm trong tâm nó khó. Người ta phải mượn cái tiếng bên ngoài để chấn áp. Cho nên người ta giai đoạn đầu như vậy. Nhưng mà cái tụ chung lại hôm nay Đức Thầy dạy chúng ta ở chỗ này. Lúc cầu nguyện và niệm Phật, chỉ niệm trong tâm 10 chữ. Đồng đạo lưu ý giùm cho tôi người. Luôn cả cầu nguyện cũng vậy. Hàng ngày, hàng đêm chúng ta cầu nguyện cũng phải trở nội tâm. Chứ không được quyền nguyện ra tiếng. Tại sao vậy? Bởi vì đây là một cái phương pháp nó trợ. Khi tâm chúng ta niệm Phật, khi tâm chúng ta cầu cúng, thì chúng ta hiểu ngay rằng các đấng siêu nhiên sẽ chứng minh cho mình. Thì đồng thời bên cạnh đó, tâm chúng ta nghĩ cái gì thì các bậc siêu nhiên cũng đều biết. Quý vị ngồi đây, quý vị đang nghĩ gì tôi không có biết. Tôi đang nói chuyện, lòng tôi đang nghĩ gì quý vị không có biết. Nhưng mà Thầy biết, Phật biết. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật trở về tâm, mà nói niệm Phật trở về tâm, Thầy biết, Phật biết. Thì đồng thời bên cạnh đó, khi tâm chúng ta nghĩ cái điều quấy, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ giật mình, chết rồi. Nãy giờ tâm mình nghĩ theo sắc, theo danh, theo dục vọng, Phật biết hết, Thầy biết hết rồi. Thì đó là một cái phải nói là nó kim hãm, giúp cho chúng ta, tâm chúng ta không có còn dám nghĩ trong tà quấy nữa, quý vị ạ. Cho nên ở chỗ này, Thầy mới dạy chúng ta phải niệm Phật trở về. Và đặc biệt hơn nữa, Đức Thầy cho biết rằng Nam Mô A Di Đà Phật, 6 chữ đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không đợi gì thời khắc. Quý vị cho phép chúng tôi đọc thêm một lần thứ hai, bỏ bớt vài chữ. Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi ráng niệm chớ quên không đợi gì thời khắc. Hai cái câu mà tôi đọc vừa rồi nó đều có một cái nghĩa giống hệt nhau. Dù rằng cái đoạn sau tôi bỏ đi bớt cái từ 6 chữ. Như vậy thì nói như thế, Đức Thầy chỉ cần viết rằng Nam Mô A Di Đà Phật, đi đứng nằm ngồi đắc niệm chớ quên không đợi gì thời khắc là được rồi. Tại sao Thầy thêm cái từ 6 chữ? Nếu nói luận văn chương thì hơi dư, nhưng mà không bao giờ dư. Bởi vì Đức Thầy viết thêm từ 6 chữ, Thầy muốn nhấn mạnh. Thầy biết được tương lai sau này, đôi khi tín đồ của Thầy niệm chỉ còn có 4 chữ. Hãy nói rõ. Vẫn biết rằng 4 chữ là một cái căn chỉ của Đạo Phật. Đức Phật đã cho biết rất rõ rằng tứ tự Di Đà cứu độ chúng sanh trong thời mạt pháp.
Cho nên ngày giờ này bên đạo Phật niệm bốn chữ là đúng đó, không phải là sai. Nhưng mà đúng trong cái thời kỳ Đức Phật. Và đặc biệt hôm nay trong cái thời kỳ mạt hạ này, bốn chữ này nó không đủ công năng. Phải cộng thêm quy y, quy mạng, cứu ngã, độ ngã là thêm hai chữ Nam Mô. Cho nên thầy mới khẳng định lòng sáu chữ nhất không có ngớt thì nạn tai cũng không. Cho nên hôm nay đồng đạo chúng ta khi mà có gặp đồng đạo mình mà theo bên ngoài niệm bốn chữ thì chúng ta cũng có thể nhắc nhở. Đức thầy căn dặn là sáu chữ, phải sáu chữ mới được quý vị à. Sáu chữ mới đúng theo cái là cái lời dạy của Đức Phật A Di Đà, ngài sai đức thầy chúng ta xuống truyền đạt. Và bên cạnh đó những người niệm bốn chữ không phải là sai, nhưng mà nó đúng ở giai đoạn trước, giai đoạn của Đức Phật. Chính tôi có đọc lại trong kinh, Đức Phật có nói rất rõ, Đức Phật Thích Ca đó nói rất rõ rằng đó, trong thời kỳ mạt pháp tứ tự Di Đà cứu độ chúng sanh, tức là chỉ bốn chữ A Di Đà Phật thôi cũng đủ công năng cứu độ rồi. Chúng tôi nói vậy chi để mai mốt khi mà chúng ta gặp trường hợp này mình không có lạ. À, khi mình nghe người ta đang niệm bốn chữ mình nói sai, không có sai, niệm bốn chữ cũng đúng nữa, mà đúng ở cái giai đoạn trước. Còn giai đoạn hiện tại là tín đồ Đức Thầy chúng ta phải niệm sáu chữ. Cho nên thì ngài giờ này muốn nói như thế để chúng ta thấy rõ rằng hiện nay trong đạo chúng ta có những cái gì đó nó phải nói, nó làm cho mình phải bức, hết sức là bức xúc chính bản thân chúng ta. Thì ở đây thì có thể trên ở thành phố này đồng đạo cũng ít, cho nên những cái vấn đề biến tướng thì phần ít chúng ta thấy. Nhưng mà đặc biệt ở thôn quê, những cái nơi, nhất là những cái nơi có đông đồng đạo, thì chúng ta thấy có những cái điều kiện nó biến tướng. Phải nói rõ. Cũng là tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo, những cái người chuyên tu, nhưng mà đôi khi cái việc làm của họ nó bị lệch một bên. Chúng tôi đưa ra thí dụ như các điển hình. Cái thứ nhất, hiện nay trong các cái cuộc cầu nguyện đó, cái này điều kiện này như chúng tôi thấy nó cũng chưa được phổ động lắm, nhưng mà theo tôi thấy rằng ngày giờ này nếu chúng ta không kịp thời mà ngăn chặn thì chắc tương lai nó sẽ rất rộng. Hiện giờ thì có một nhóm đồng đạo chúng ta nhân các cái ngày làm tuần đó, đến đây sau làm tuần xong đó thì lại hồi hướng công đức, lại đứng không nghe cái gì niệm Phật lớn tiếng đó. Bên nam niệm 3 tiếng, bên nữ niệm lớn 3 tiếng, cứ vậy mà luân phiên với nhau trên dưới khoảng trên 1 giờ đồng hồ. Chính tôi cái người chứng kiến, đôi khi lợi nhà đồng đạo cầu nguyện nhà chật không có chỗ cúng, phải nằm nó đợi cái đoàn niệm Phật nó xong đó, có chỗ trống tôi mới vô cúng. Chính tôi đôi khi kẹt phà, đôi khi nằm giỏng lắc tôi ngủ quên mấy lần như vậy. Như vậy thì giờ này chúng ta cũng phải bàn chỗ này để coi mai mốt là mình nghĩ rằng cái chuyện này thầy giải rồi đồng đạo tốt, chúng ta không biết rồi mình cho là cái điều này mình nên làm, điều này chúng ta phải suy nghĩ lại. Tôi không có bác đồng đạo nữa. Đồng đạo niệm Phật đồng đạo lại tôi rất là mừng. Nhưng muốn nói chỗ này là chúng ta niệm Phật và lại chỗ này nó không đúng chỗ. Cái chỗ này là cầu nguyện, thầy dạy có bài cầu nguyện rất là rõ ràng. Thì chúng ta chỉ đọc bài cầu nguyện một lần ba lượt đủ rồi. Người ta không mời đến đây niệm Phật đâu. Còn vấn đề nó niệm Phật hồi hướng công đức cho người chết thì điều này nó càng nguyễn quá. Mình niệm Phật là mình đạt kết quả hướng cái. Mà đằng này mình nương niệm Phật lớn tiếng thì tôi không biết kết quả này đi về đâu, tôi không hiểu. Chỉ nói gọn vậy thôi. Thôi bây giờ mình muốn niệm Phật cũng cúng lại ở nhà. Sáng tới chiều, bữa nay Chủ nhật không có làm gì, thôi chúng ta cứ cúng đi. Cứ sáng tới chiều cứ đứng lại niệm Phật hoài, nào mệt thì nghỉ, khỏe niệm lại hoài. Tốt chứ, rất tốt. Đợi gì phải ngay cái đám làm từng được một đoàn 5-30 người xúm nhau đến đây để niệm. Rồi đôi khi gia đình người ta bức đức không dám nói. Rồi các đồng đạo khác ở đây bức đức cũng không dám. Cho nên mong rằng những cái yếu tố đó thì chúng ta cũng phải nên hạn chế. Rồi thêm một cái thứ hai, nó niệm Phật trong vấn đề hộ niệm. Hộ niệm Đức Thầy cho phép hộ niệm. Trong lúc ở nhà hay đưa đám tang gì cũng vậy, nếu có tổ chức chấp tay nguyện cái bài Tây Phương 37 chữ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Tam Thập Lục Vạn Ức Nhất Thập Nhất Vạn Cũ Thiên Ngũ Bá Đồng Danh Đồng Hiệu Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn vong linh A Di Đà Phật. Nếu người chết là đạo sư thì câu chót đổi lại là tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Đức Thầy dạy một cách rõ ràng. Nhưng mà ngày giờ này trong các cái cuộc tang của người tín đồ Phật đạo Phật giáo Hòa Hảo ở vùng miền Tây thì có vấn đề hộ niệm. Niệm Phật lớn tiếng. Niệm Phật quy định là phải từ 8 tiếng đến 20 tiếng. Niệm Phật chừng nào cái cơ thể mềm mới thôi. Niệm Phật không cho văng mùng, không cho đụng tới cơ thể. Chúng ta thấy cái điều này rõ ràng một cái hết sức. Cho nên tôi cũng thường nói hoài, nếu như cái người đã chết rồi mà đồng đạo đến niệm Nam Mô Di Đà Phật thì cái này đồng đạo niệm, đồng đạo đạt ích cho cái người niệm, cái người chết không có lợi ích gì cả. Phải chỉ cái người này hấp hối. Thì hôm nay chúng ta đến đây chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì có lợi. Cũng có thể có những cái tiếng nhỏ
để hộ cho cái người chết này nè, cái người gần hấp hối, xin lỗi, hấp hối nè. Người ta nghe, người ta nhớ niệm Phật, nhưng chúng ta cũng đừng niệm lớn quá, người ta bức rứt. Mình đo mà người ta, mình nghe tiếng lớn ồn có bức rứt ra. Cho nên thì đôi khi cái người mà gần hấp hối á, rơi vào, đang rơi vào trạng thái mà Đức Thầy cho biết rằng gần hấp hối tâm thần sao sát, trí dẫn dơ kinh sợ vô cùng, rồi một lần đến phút lâm chung giả khỏi tạm theo đường tội phước đó. Thì giờ này chúng ta cũng phải cần nhờ sự hộ niệm của đồng đạo, thay phiên nhau niệm để cho cái người này người ta nhớ niệm Phật, nương theo câu niệm Phật của mình niệm Phật. Nhưng khi người này chút cái hơi thở sau cùng thì chúng ta phải đổi lại. Thay vì Nam Mô A Di Đà Phật thì chúng ta niệm là cái bài Tây Phương 37 chữ theo lời Đức Thầy. Bởi vì bài này mới có đầy đủ công năng là tha lực để tiếp dẫn vong linh. Còn nếu như mà chúng ta cũng niệm Phật nữa thì có lợi ích gì đâu. Rồi sau khi cái xác này trải qua thời gian 8 tiếng, 10 tiếng đi vào cái trạng thái nó, mình nói nôm na là nó ương rồi đó. Nó mềm. Từ cứng chuyển qua mềm. Thì lúc bây giờ mình mê tín mình nói rằng đó được giảng sanh. Thì điều này thật sự một điều hết sức là quý quá. Phải nói rõ như vậy. Ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng đến cái sự nhân quả. Nếu nói điều này có kết quả thôi, và tôi khỏi tu, khỏi đi từ ở dưới là An Giang đến đây gặp quý vị, đường xá xa xôi để nghiên cứu kinh sách nó cực khổ lắm. Đồng đạo Giang cũng khỏi có còn tu hành chi cực khổ, phải không? Mình lo làm ăn có tiền nhiều đi, rồi mình gần chết á, mình mướn cái đoàn hộ niệm, lợi niệm cho mình 30 tiếng cũng được, 4 ngày, 5 ngày cũng được, cầu giảng sanh thôi, phải không quý vị? Cho nên cái điều này chúng ta thấy một cái điều nó ngược luật nhân quả mà người ta không hay. Cái người ta đây muốn nói là trong đạo mình thôi chứ không phải ở ngoài. Thì do một số người ít có hiểu lầm, cho nên làm cái điều này sai. Nên chúng tôi muốn nói như vậy trong cái vấn đề niệm Phật. Như vậy thì trở lại qua cái câu giảng của Đức Thầy dạy chúng ta ở cái câu thứ ba này, tức là cư gia tịnh độ tâm viên mãn. Khi đọc câu này chúng ta hết sức là mừng. Hôm nay nhờ phương pháp niệm Phật mà tâm chúng ta đạt được quý quả. Bởi vì mình phải hiểu rằng chúng ta đang sống trong thời cuộc buổi này mà Đức Thầy cho biết trong Diệu Pháp Quang Minh đó, mà Ngài dạy đó. Tức là lúc huỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm não thẳng đi về cực lạc. Hay hoặc trong bài Thang Đời Thầy cũng dạy rằng trời đã hoàng hôn mau chợt tỉnh, tìm đèn trí huệ lánh chăng ra. Vì chúng ta sống trong thời kỳ này, nếu không có đèn trí huệ thì đừng mong chúng ta ra khỏi cái nơi sình nhơ, cái nơi ác thế vũ trượt này. Cho nên cần phải có trí huệ. Và hôm nay cái trí huệ đây, ngoài trí huệ cộng thêm sức khỏe nữa, thì nếu như đồng đạo ở tại nhà, tại gia, chúng ta không cần phải câu nệ hình thức, cũng không cần phải ly gia cắt ái, cũng không cần phải có một cái tướng gì khác. Ở tại nhà nếu chúng ta niệm Phật thì mình sẽ đạt được kết quả đích đáng như lời Đức Thầy đã giới thiệu. Ba chỗ ở chỗ tâm viên mãn, phải nói rõ. Cho nên thì đây là một phương pháp hết sức là thực tế mà mong rằng tất cả đồng đạo chúng ta ai ai cũng phải thực hiện, mà phải thực hiện cho đúng lời Đức Thầy dạy mới đạt kết quả. Còn nếu không thì cũng chẳng có gì đạt kết quả, bởi chúng ta đã làm sao. Và đến cái câu cuối cùng Đức Thầy mới kết lại: sĩ xuất văn từ dốc dạy khuyên. Như vậy chữ sĩ là gì? Nếu nói về nghĩa đen, chữ sĩ là người học trò. Nhưng hôm nay chúng ta hiểu về nghĩa bóng, chữ sĩ là một đại danh từ. Vô danh chữ sĩ, đây là cái từ sau cùng của chữ sĩ, là đại danh từ. Chữ sĩ cũng là một trong các cái danh hiệu của Đức Thầy. Ngày xưa Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài có thập hiệu, thì hôm nay Đức Thầy chúng ta cũng có rất là nhiều hiệu. Đức Quỳnh Giáo Chủ nè, rồi Hoàng Anh nè, rồi Hồng Dân Cư Sĩ nè, rồi Lão Sĩ nè, rồi Hiền Sĩ nè, rồi Hòa Hảo nè, vân vân. Thì chúng ta thấy Đức Thầy cũng có rất là nhiều hiệu. Cho nên cái chữ sĩ này, theo cái kinh nghiệm của chúng tôi, thì chữ sĩ này là cái hiệu Đức Thầy. Mà Ngài cho biết rằng hiệu Lão Sĩ ra đời thực tế, đem lời vàng dạy dỗ Dương Trần mà Ngài viết rất rõ trong quyển tư. Hay hoặc là trong Diệu Pháp Quang Minh Thầy cũng cho biết rằng danh hiền sĩ, non sông náo nức. Như vậy thì chữ sĩ này là cái hiệu Đức Thầy. Chữ xuất là nói ra, là ghi ra, là chép ra. Văn từ gọi là lời lành. Văn từ hay còn gọi là từ văn, giống như trong cái bài Thay Là Tựa mà Đức Thầy cho biết rằng kẻ xa xôi từ văn chẳng tới, người láng giềng tiếng kệ nhàm tắt. Vậy thì văn từ là lời lành. Mà Đức Thầy đã, Ngài đã có nguyện rằng: Nam Mô Thích Ca Như Lai, ta bà giáo chủ xin Ngài chứng minh. Dưới đây lược tả sách kinh cho trong nam nữ hữu tình thì coi. Lời lành của Phật truyền rồi, đọc qua suy nghiệm xét soi chánh tà. Như vậy chúng ta hiểu cái từ văn từ là lời lành. Mà lời lành này trước khi Đức Thầy viết ra thì Đức Thầy đã có thọ lệnh các cái sứ mạng của ơn trên rồi. Cho
trên Đức Thầy cũng đã có trình với Đức Phật Thích Ca rất là rõ ở cái đoạn đầu của quyển Chuyển Thiện này. Chúng ta hiểu cái khái niệm của văn của văn thần như vậy. Dốc dạy khuyên tức là chí dốc để khuyên dạy chúng ta vào cái con đường giác ngộ giải thoát, để lìa bỏ cái cuộc đời thống khổ trong cái cõi đời ta bà này. Như vậy thì trở lại qua cái câu cuối cùng là sĩ sức văn từ dốc dạy khuyên. Vậy thì hôm nay Đức Thầy ra đời truyền đạo với ba cái phương pháp độ đời. Trong ba phương pháp bộ độ đời này, cái quan trọng nhất là viết sấm thi để độ đời. Rất là rõ, viết sấm thi để độ đời. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã thừa hưởng, như chúng tôi có nói hồi nãy, đã thừa hưởng được cái kho tàng quý báu. Thì ngày giờ này chúng ta phải học lời Đức Thầy. Đức Thầy sẽ rất là buồn nếu như lời Đức Thầy chúng ta không ngó ngàng ta tới, nó sẽ trở nên mai một. Đức Thầy sẽ rất là vui nơi một cái miền xa xôi nào đó khi thấy con hiền cháu thảo, tín đồ của Ngài ở nơi đây, hàng ngày học đọc lời của Ngài, thì Ngài sẽ rất là thỏa mãn. Cho nên Ngài mới cho biết rằng ta yêu chúng viết ra giảng kệ, khuyên tăng đồ cùng các tín đồ nghe cạn lời cho có mờ hồ, tìm hiểu nghĩa, làm theo đắc đạo. Và Ngài giải rất là rõ. Như vậy thì qua cái câu cuối cùng này, theo chúng tôi nghĩ rằng Đức Thầy muốn ung đúc chúng ta rồi. Hôm nay Ngài đã vắng mặt. Mình là những cái thế hệ kế thừa, thì hôm nay nếu như muốn tu tiến, muốn làm đúng, thì quyển sấm giảng thi văn toàn bộ là kim chỉ nam, là la bàn để cho chúng ta thực hành. Mình là những cái người đang lặn hụp ở một cái giữa biển khơi. Lời Đức Thầy là cái phao đó gì. Mà hôm nay chúng ta gặp cái phao, mình không nếm cái phao thì mình chết chìm là tại mình. Sở dĩ những cái tình tiết xảy ra trong đạo chúng ta thuộc về biến tướng người sao thiên thắc, thì những cái tình tiết này hoàn toàn xuất phát từ những người ít học đọc lời Đức Thầy. Phải nói rõ. Kệ giảng ra đà bốn cuốn, ít có người khám rõ cơ quyền. Bởi vì ít đọc ít học cho nên làm sai. Do đó cho nên thí dụ bây giờ giả sử một người mà nếu biết được là Đức Thầy nói rằng cùng nói cho già trẻ làm tin theo luật tổ chứ theo thần tú, thì tôi tin chắc rằng người này không còn dám nói cái câu đời này tu theo thần tú mới được đại ơn, thì không dám nói, phải không có gì. Nếu như cái người này đọc được lời Đức Thầy, thầy cho biết rằng lúc cầu nguyện và niệm Phật cái niệm trong tâm, cãi miệng người này kia người này niệm Phật lớn tiếng, người này cũng không dám, phải không? Cho nên chúng ta thấy những đồng đạo mà có những cái khuynh hướng nó sai đó, thì mình phải nên thương các đồng đạo ấy. Bởi vì người ta không hiểu, người ta ít có xem lời Đức Thầy của quý ở nhà mình, đôi khi chúng ta bỏ quên. Kệ kinh tưởng niệm cho sành, ngày sau thấy Phật đành rành chẳng sai. Hay hoặc là kệ kinh tưởng niệm đêm thanh, ấy là châu ngọc để dành ngày sau. Thầy đã cho biết hết sức là rồi. Hay hoặc là ra đời dạy dỗ anh em, xem qua ít bận, ráng đem dạy. Rất nhiều chỗ mà Đức Thầy ung đúc cho tất cả chúng ta phải cố gắng, phải siêng năng, phải học đọc lời Đức Thầy. Hôm nay người tu tới đạo Phật giáo hòa hảo mà nếu như không hiểu lời Đức Thầy, chúng ta chẳng có phải là tín đồ đạo Phật giáo hòa hảo, mà chúng ta sẽ rơi vào cái trường hợp gọi là tu theo. Tu theo. Nếu như tu mà không hiểu lời Đức Thầy, càng tu chừng nào thì chúng ta càng quỷ bán thầy mình nhiều chừng nấy, chứ đâu có gì. Hôm nay tu đạo Phật giáo hòa hảo mà thầy dạy 8 điều đăng cấp tao không biết, rồi thầy dạy tứ ân hành sao mình cũng không rõ, bát chánh đạo như thế nào thầy dạy mình cũng không biết, rồi hỏi quý vị tu sao đây? Đâu phải cái chữ tu nó chỉ trơ trẽn ở cái chỗ niệm Phật, mà niệm Phật không đúng nữa, đâu phải chỉ trơ trẽn ở chỗ ăn chay chỗ cúng lại mà đạt đạo đâu, phải không? Đức Thầy cho biết rằng tu hành nào luân mạng chay, miếng tâm thanh tịnh được ngày ăn cư, phá vấn đề ăn chay. Đức Thầy cũng cho biết rằng Đức Phật chẳng bao giờ ngỏ ý rằng các người hãy lại thờ ta cho nhiều rồi ta sẽ đổ giúp các người. Đức Thầy cũng phá luôn cái sự cúng lạc. Cho nên rốt lại, hôm nay trong lộ trình tu hành nó đòi hỏi rất là nhiều thứ. Nhiều thứ ấy nó quy lại trở về một. Và cái một đó là cái tất cả ở trong một đó. Cho nên chính vì lý do đó mà đòi hỏi tất cả chúng ta hôm nay mình phải học, phải đọc lời Đức Thầy. Có học, có đọc, nương vào đó để làm các cái phương châm để chúng ta cố gắng thi hành. Thí dụ bây giờ quý vị thấy giận lắm, đi về tới nhà gặp cái thằng ở đằng xóm nó chửi mình giận nó lắm, nhưng lúc bây giờ nhớ lời Đức Thầy dạy, ai chửi mắng thì ta giải thiết đỡ cho người hết giận ta khuyên, thì tôi tin chắc rằng cái cơn giận nó hạ xuống đi, nó hạ xuống đi. Phải nói rõ
Rồi đáng lẽ ra chúng ta ăn chay lâu ngày, gặp đi ngang một cái quán nào đó nó có những cái mùi thơm nó tót ra ngoài, chúng ta thèm. Mà nhớ lời Đức Thầy dạy rằng lưỡi ưa ngon là chuyện ăn cần, đồ ngọt béo nó ưa nó mến, thì chắc tin chắc rằng chúng ta không dám thèm. Thấy không quý vị? Vì vậy cho nên mình phải nhận định đúng vấn đề là hàng ngày chúng ta đối cảnh gặp rất là nhiều sự việc. Nói một cách nôm na là tất cả chúng ta đang bị bệnh, mà lời Đức Thầy là thuốc. Nếu như không chịu uống thì chúng ta bị mắc bệnh đến chết. Giống như tôi nói hồi nãy, hiện giờ chúng ta đang ở giữa biển khơi, mà lời Đức Thầy là cái phao. Mà nếu như chúng ta không đắm vào cái phao này thì mình chết chìm tại mình. Cho nên ít nhất người tín đồ đạo Phật giáo và hả cũng phải biết được cái quyển Tôn Chỉ Hành Đạo. Mà trong bài Điều Kiện Vào Đạo đó, Thầy cho biết rằng đây là quyển sách nhỏ, cách tu hiền và sự ăn ở của một người bổn. Tất cả chúng ta cần phải hiểu. Và hơn thế nữa, bây giờ mình làm sao? Thí dụ bây giờ giả sử đi, đôi khi chúng ta có bệnh, mình cũng nghiền phim thế này thế kia thế nọ, phải không quý vị? Bây giờ thay thì thôi, cái thời xem phim chúng ta đọc một bài giảng, một câu giảng. Cho nên tôi cũng thường nói hoài, ở đây mình nói ra không phải đũa cả nắm nghe quý vị, nhưng mà nó có. Nếu như mà chúng ta ghiền tu mà giống như ghiền phim á, đắc đạo trong nay mà. Ở đời có những cái chúng ta nó vi phạm cái thời gian, những cái nó không có lợi ích mà chúng ta lại ham muốn. Còn những cái nó trường tồn, nó vĩnh cửu mà chúng ta lại bỏ quên đi. Cho nên ngày giờ này đồng đạo chúng ta tuổi cũng cao rồi. Thôi bây giờ lúc này công việc cũng rảnh. Hoặc là những bạn trẻ hơn nữa, dù rằng có làm lụng cái nào, ta tranh thủ thời gian một ngày, cũng tranh thủ thời gian một tiếng, nửa tiếng, 10 phút, 5 phút gì đó, để chúng ta ôn lại lời Đức Thầy. Ít nhất, tệ nhất một ngày chúng ta thuộc một câu giảng. Nếu một ngày thuộc không câu, không được một câu, thì hai ngày thuộc một câu. Không được nữa phải không? Ba ngày thuộc một câu. Thì tôi tin chắc rằng một tháng ít nhất chúng ta cũng thuộc được 10 câu giảng. Mình đâu phải dốt như bạn Đạt đâu đồng đạo. Đâu phải mình thuộc chữ chỏi quên chữ quét. Tôi và quý vị mình có phước hơn bạn Đạt nhiều. Ông bạn Đạt ngày xưa thuộc một chữ là quên một chữ, có hai chữ chỏi quét ông ta học không thuộc, mà còn được chứng quả kìa. Huống hồ chứ hôm nay chúng ta thông minh hơn bạn Đạt nhiều mà. Cho nên tin chắc rằng kể từ giờ này mình đã có của quý trong nhà. Chúng ta nên góp nhặt, mình tranh thủ cái thời gian sống còn trong cõi đời này để chúng ta học lời Đức Thầy, để đó là thuốc. Khi đối cảnh với sự việc nào đó thì chúng ta sẽ nhớ uống ngay viên thuốc ra vào, thì chúng ta sẽ tất nhiên mình sẽ được cái sự che chở bao bọc của ân sư mà Đức Thầy dạy rằng hãy ráng sức thi hành thì sẽ có Thầy ủng hộ. Nói không hết. Cho nên đó là những yếu tố mà ở cái câu cuối cùng Đức Thầy dạy chúng ta là sủy sức chăn từ dốc dạy khuyên. Cho nên hôm nay nếu như chúng ta bỏ đi lời Đức Thầy, không học lời Đức Thầy là một cái điều thiếu sót rất lớn, và không bao giờ chúng ta đi đến cái chỗ giải thoát. Như vậy thì trở lại qua bốn câu giảng mà Đức Thầy đã dạy: vô thượng thẩm thâm dĩ truyền, danh ngôn chắc để rạch đàn tiên, cư gia tịnh độ tâm viên mãn, sĩ xuất chăn từ dốc dạy khuyên. Như vậy thì qua bốn câu giảng này còn gọi là cái bài kệ, và đây cũng có còn gọi là bài kệ khai kinh trong đạo Phật giáo. Đặc biệt trong bài kệ này Đức Thầy triển khai hai cái phương pháp rất là rõ nét, đó là thiền tịnh song tu. Ở câu đầu tiên là một cái phương pháp gọi là pháp thiền, mà gọi là đại thiền, gọi là tâm truyền tâm, để cho các giới quần chúng thấy rằng đạo Phật giáo Hòa Hảo có một cái nguồn gốc hết sức là rõ ràng. Và bên cạnh tâm truyền tâm đó, lời Đức Thầy ngoài việc nó sâu xa, nó vô thượng thẩm thâm dĩ truyền, bên cạnh đó lời Đức Thầy còn là những cái bài học đáng giá, hữu ích trong cuộc sống loài người, chỉ cho tất cả nhân loại nói chung. Lời Đức Thầy là những cái bài học đáng quý, là một cái phương châm để đưa con người hoàn toàn thánh thiện, đi đúng theo cái phạm trù đạo đức, đưa con người đi đến cái con đường trong sạch, không rơi vào các cái tệ nạn, các cái thói hư tật xấu, mà chúng ta thấy cái lợi ích rất là rõ ràng khi người tu theo đạo Phật giáo. Và hôm nay nếu như người tu căn cứ lời Đức Thầy thì không thể nào chúng ta bỏ quên được pháp môn tịnh độ. Ngày xưa bài kệ khai kinh của đạo Phật không nói gì đến tịnh độ, nhưng hôm nay chúng ta đang sống trong thời kỳ này, gọi thời kỳ pháp môn bế mạc, thánh đạo trăng du, người tâm trí tối đen, đời lắm ma dương phấy rối. Cho nên ngày giờ này nếu không có niệm Phật thì chúng ta khó có thể vượt qua được ngoại ma, và khó có thể vượt qua nội ma. Đồng đạo còn nhớ không bộ phim Tây Du, mỗi khi Đường Huyền Trang gặp nạn thì Đường Huyền Trang làm sao? Nam Mô A Di Đà Phật. Tôn Ngộ Không dụ cho trí huệ xuất hiện để cứu Đường Huyền Trang. Mà Đức Thầy cho biết rằng
là hôm nay chúng ta phải cố gắng niệm cho tà quỷ dậy thì giác đắc. Vì thì hôm nay chúng ta chỉ có phương pháp niệm Phật mình mới vượt qua mọi cái cảnh duyên bên ngoài, giúp chúng ta đạt được trí huệ. Phương pháp niệm Phật còn giúp cho chúng ta đạt được sức khỏe, nếu căn cứ theo khoa học mà chúng tôi có nói hồi nãy. Và cuối cùng, người tín đồ đạo Phật giáo hảo, chúng ta đã thừa hưởng cái gia sản quý báu mà Đức Thầy cho biết rằng rút trong các bộ các kinh, Đức Thầy đã gom nhặt tinh hoa của tam giáo lời lành để lại, là một cái tài sản vô cùng quý báu. Thì hôm nay chúng ta phải phát huy cái tài sản đó, dứt phát không để tài sản đó đi vào trong cái chỗ mai một. Chúng ta phải làm thế nào đó để phát huy tài sản đó. Trong số đồng đạo chúng ta cũng có một tiểu số người vì bảo thủ, trọng lời Đức Thầy quá, quyển sấm giảng thi văn toàn bộ này trọng với lớp, không có dám để thấp, để trên tủ không à, để trên ngôi tam bảo, chính mắt tôi thấy, để trên ngôi tam bảo 5 năm, 3 năm, 10 năm không dở ra xem, đến khi mối nan hết trơn. Rồi quý vị thử hỏi cả thầy buồn hay thầy vui. Rồi bên cạnh đó có một số người người ta chép giảng vào điện thoại di động để người ta hàng ngày ta đi ta học, ta đọc. Có người nói tàn ơi, giảng thầy sao để trong túi này. Thì cái điều này là một cái điều phải nói là bảo thủ một cách hết sức là, và nó đáng nói. Chúng ta nên nhớ rằng sống trong cõi đời này là ác thế ngũ trược, không có gì là trong sạch. Tất cả đều là phương tiện, đều là phương tiện. Thì mình cũng phải tận dụng để áp dụng cái phương tiện này một cách triệt để nhất trong đời tu của chúng ta. Tuyệt đối chúng ta không chấp lời Đức Thầy là pháp Phật tất cả chúng ta quý trọng. Nhưng nếu như chúng ta học hiểu làm theo thì mới thể hiện cái sự quý trọng. Còn lần này chúng ta chỉ quý trọng một cách khô khan, một cách bảo thủ, thì cái sự quý trọng đó nó vô tác dụng. Và tin chắc rằng thầy cũng rất là buồn, phải nói rõ vậy. Cho nên chúng tôi nói diện chi để cho chúng ta phá chấp, tạo mọi điều kiện thế nào đó để lời Đức Thầy luôn luôn ghi sâu vào trong tâm cảm của chúng ta, là những cái phương thuốc để giúp cho chúng ta lành bệnh. Tất cả chúng sanh có 8 vạn 4 ngàn trần lao, thì Đức Phật tám thuyết ra 84 ngàn pháp môn để tùy cơ đối trị. Tất cả chúng ta đang rơi vào những trường hợp bệnh sân, bệnh si, tâm bệnh, thân bệnh, khẩu bệnh, thì hôm nay Đức Thầy có diệu dụng hết các cái phương pháp đó, toàn bộ gói gọn trong quyển sách giảng thi văn toàn bộ để giúp cho chúng ta thực hiện để đi đến cái chỗ giải thoát. Thì đó là cái ý sau cùng mà qua 4 câu giảng của Đức Thầy. Như vậy thì khi mà chúng ta tìm hiểu qua 4 câu giảng này thì mình thấy rõ rằng giáo lý Phật giáo hòa hảo rất là gần gũi với thực tế. Dù rằng một giáo lý tột sâu, dù rằng một giáo lý tột cao, thâm trầm, đạo đức quá thanh thao, một cái giáo lý tột cao tột sâu nhưng mà nó luôn gần gũi với thực tế. Giáo lý Đức Thầy là một cái bài học có giá trị giáo dục đạo đức tích cực, chẳng những đối với đạo mà luôn trong cái cuộc sống nhân loại, cuộc sống con người. Và giáo lý ấy càng ngày nó càng phát triển theo mọi thời đại, luôn luôn là những cái bài học không bao giờ lỗi thời, càng ngày càng phát triển để đưa nhân loại chúng sanh đi đến cái chỗ là ước mơ cho được đại đồng, tràn trề khắp cả lạc hồng thảnh thơi. Hay hoặc là Đức Thầy cho biết rằng đem nguồn sống mới cho nhân loại để tiến lên cõi đại đồng. Cho nên chúng ta thấy đó là cái giá trị chân sự thật mà hôm nay trong cái bài kệ khai kinh của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Thầy đã lồng ghép vào đây để chúng ta thấy cái diệu dụng của Đạo Phật Giáo Hòa Hảo luôn luôn thực tế gần gũi với mọi tầng lớp nhân sinh, không phân biệt và đặc biệt luôn luôn nhập thế hành đạo, không có trốn tránh ở mọi phương diện. Như vậy thì hôm nay là tín đồ Đạo Phật Giáo Hòa Hảo, chúng ta phải nhất thực hiện theo lời giải Đức Thầy mà Ngài cho biết rằng ít lâu ta cũng trở về. Đức Thầy chúng ta sẽ trở về. Và ngày giờ Ngài trở về thì Ngài chỉ chọn những người làm theo lời dạy của Ngài, mà Ngài cho biết rằng làm theo lời chỉ thì Ngài rày gặp ta, còn ngược lại ai mà ta dạy chẳng dình thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Nếu ngược lại chúng ta không thực hiện đúng theo lời dạy của Ngài, Ngài dạy một đường, chúng ta làm một ngã, thì Ngài sau này cứu lương hiền chẳng cứu người hung, kẻ gian ác đến sau tiêu diệt. Đến đó chúng ta cũng đừng có than thân trách phận, bởi vì Thầy đã tiên tri, Ngài đã thông báo cho chúng ta biết hết rồi. Cho nên là tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thì quan trọng nhất phải học hiểu là Đức Thầy để chúng ta thực hiện cho đúng, để ở trong hiện tại mình sẽ luôn luôn xứng đáng là một người công dân gương mẫu, là một ông bà mẫu mực, là một người con hiếu hạnh, là một cái người luôn sống vì mọi người, ban một tình thương cho nhân loại chúng sinh giống như tình yêu của Đức Thầy.
và đối đạo Phật thì chúng ta đã đi đúng theo cái phạm vi, cái quy trình mà Đức Thầy đã dạy, giúp cho chúng ta hoàn toàn đạt được trí huệ trong một kiếp này, chỉ một kiếp Tây Phương, chỉ một kiếp Tây Phương giải thoát, chỉ một kiếp Tây Phương để chúng ta đi đến cái chỗ hoàn toàn, cái chỗ giác ngộ, cái chỗ giải thoát mà Thầy cho biết rằng chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, thoát mê đồ, dứt cuộc luân hồi. Thì đến đây chúng tôi cũng xin kết thúc với cái chuyên đề. Thì theo cái lời đã hứa cũng trên dưới khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ thì chúng tôi đã gặp gỡ quý vị cũng trình bày qua bốn câu giảng của Đức Thầy trong cái bài kệ cuối cùng, và cũng đã rút ra các bài học kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu cũng như trong quá trình mà chúng ta học tập lời Đức Thầy. Thì mong rằng các cái điều mà chúng tôi đã trình bày nơi đây thì cũng mong rằng tất cả tôi và quý vị là chúng ta phải áp dụng trong thực tế của mỗi bản thân để xứng đáng với cái hoài bão ước mơ của Đức Thầy mà Ngài cho biết rằng trao thân phận rạng danh hiếu để thỏ dạ Thầy nơi chốn mây đồng. Thì trước khi dứt lời thì chúng tôi cũng xin cầu chúc cho quý vị trong ban đại diện và tất cả chư đồng đạo xa gần về đây tham dự trong cái phiên thuyết giảng hôm nay thì được sức khỏe, được tức là vạn sự lành. Và đặc biệt thì tất cả chúng ta phải cố gắng thực hiện theo lời dạy Đức Thầy. Để chi? Để khi các ngài Đức Thầy trở về thì tất cả chúng ta sẽ không có còn thẹn thùng, mà tất cả chúng ta sẽ được Đức Thầy bế bồng, con dạy, hát bài, khải ca. Để phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm đã cống hiến một thời pháp nhũ thật là nhiều ý nghĩa và sâu sắc đến với quý đồng đạo chúng ta trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn giáo lý viên. Và để tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời cô đồng đạo Phạm Thị Hằng sẽ đọc một đoạn trong bài Thức Tỉnh Một Nữ Tín Đồ ở Bạc Liêu. Bài này Đức Thầy đã viết tại Bạc Liêu ngày 6 tháng 3 năm Nhâm Ngũ, ngày 20 tháng 4 năm 1942. Xin trân trọng kính mời cô ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trót đà huy giữa Phật đài, nguyện rằng đệ tử Kim quệ dứt sông rồi qua
lo gì cửa Phật chẳng chen vào. Cuộc trần ôi quá khổ, trường đó đen là chỗ nhốt nhân. Biết bao người vì nó phải mơ nhớ sự nghiệp gia đình tan nát. Sáng tình ngộ lên đường dài khó, vì lánh xa trường đổ bát chớ chen chân. Nếu lỡ nở lòng thân chẳng dưng, chỉ cho bạn quý thì khá làm giữ lòng thanh tịnh từ bi giúp đời. Nam mô A Di Đà. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn độc giảng viên Phạm Thị Hải. Kính thưa quý vị, phần thuyết giảng giáo lý lần thứ 95 đến đây xin chấm dứt. Sau đây là phần đáp từ bế mạc của ban tổ chức. Phần này chúng tôi trân trọng kính mời ông Quỳnh Trọng Hai, phó ban đại diện phụ trách phổ truyền giáo lý lên diễn đàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa chư quý vị đồng đạo. Buổi sáng hôm nay, buổi thuyết giảng được tiến hành trong bầu không khí trang nghiêm, thành kính và trọng thị. Chúng ta đã hoàn thành toàn bộ chương trình thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo lần thứ 95. Sự nán lại đến giờ phút này cũng nói lên được tinh thần tôn sư trọng đạo của chư quý vị đồng đạo. Chúng ta đến đây để thính pháp, học hỏi, sưu tầm, quán triệt giáo lý của Đức Tôn Sư để làm kim chỉ nam trên con đường hành đạo trong cuộc sống hàng ngày của người cư sĩ tại gia, nhất là trong việc đối nhân xử thế. Chúng ta luôn luôn nêu cao và sống được với tinh thần đạo pháp cao cả mà Đức Thầy đã dày công chỉ dạy cho chúng ta. Đồng thời, chúng ta phải cố gắng học hỏi và trao dồi Phật Pháp để dần dần được trí tuệ siêu việt, lần bước trên con đường giải thoát. Bởi chữ tu liền với chữ hành, hành bất chánh người đời mới nói. Kính thưa chư quý vị, chương trình thuyết giảng đến đây đã hoàn mãn. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị chính quyền địa phương đã chấp thuận và ủng hộ chúng tôi về phương diện an ninh trật tự. Xin cảm ơn chư quý vị đồng đạo đã đến đây tham dự đông đủ để làm cho buổi thuyết giảng tăng thêm phần long trọng. Xin cảm ơn giáo lý viên Phan Chí Tâm đã đem sở học đến đây cống hiến cho thính chúng một buổi pháp thoại vô cùng bổ ích. Sau cùng, xin cảm ơn tất cả anh chị em đồng đạo phụ trách các công tác âm thanh, ánh sáng, trù phòng, tiếp đãi đã hoàn thành tốt công tác nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của buổi lễ.
Đến đây chúng tôi xin tuyên bố bế mạc buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo và hảo lần thứ 90 năm. Nguyện cầu ơn trên Đức Phật, Đức Thầy gia hộ cho toàn thể đồng đạo chúng ta Bồ đề tâm tinh tấn, đạo quả chuyên thành. Cầu cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, đạo pháp được miên trường. Xin cảm ơn tất cả chư quý vị đồng đạo và xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn ông Quỳnh Trọng Hai. Và bây giờ đến phần nghi thức tôn giáo bế mạc của buổi lễ. Xin trân trọng kính mời quý vị đứng lên nghiêm trang hướng về lễ đài. Kính lễ Đức Phật. Kính. Thôi. Kính lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ. Kính. Thôi. Xin mời tất cả quý vị quan khách ở lại dùng cơm cùng ban tổ chức. Môn tịnh độ là phương cứu cánh, ráng phụng hành kẻo phụ Phật xưa. Lòng từ bi chẳng quản nắng mưa, sông thuyền giác rước đưa sanh chúng. Trong một nước nhân tài hữu dùng, kẻ tu hành đa phước thì nên quyết trao thân tánh hành cho bền, niềm ơn nghĩa con đền dứt nợ. Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm, ráng tu cho quỷ khiếp thần khâm, được tâm pháp Bồ Đề vững chắc. Giữ đừng cho ma vương dẫn dắt, thường nhớ câu đại lực đại hùng, thăng thất tình giữ vẹn đạo chung, trừ lục dục chớ cho ô nhiễm. Thập tam ma diệt bằng trí kiếm, rất xong rồi vô sự thành thôi. Biển hồng tầng lao chiều dơi, xô đẩy mãi trong dòng cược. Thân hôi tanh mùi đùi con rước, thêm nhọt u ghẻ lát phong cùi. Đâu lúc nào toàn vẹn yên vui, là tiếp được ta xin tể trước. Dòm dịch quấy ngắm đều bảo ngược, mắt trong vào
những chỗ đêm hèn. Nào được xem cảnh bao đài sen, nghĩa chiến được dạy ra như vậy. Trí dần dơ tưởng đó nhớ đây, thiết mưu kế toàn bề thân thối. Ghi thù quán trưởng đều đắp đối, nên ma phiền não được đắm say. Chuyển luân trong nhân vật các loài, căng mờ ấm làm đều dạy dột. Chúng sanh được ta đã kế nốt, còn thứ năm là mạng được tung. Số giàu sang quả phước bằng cùng, giàu quá nguyệt thung dung tẩu tháng. Ưa đẹp mắt mến đều mới lạ, sang quay quyền hối lộ gần xa. Nghèo á vua bờ đỡ nịnh ta, khó trộm chút cũng là nhớ xấu.